Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tập 4 của tiểu thuyết Con hổ lang của tác giả Nguyễn Như Phong. Mời quý thính giả cùng nghe. Thấy mẹ nuôi nằm có vẻ buồn bã, đầu gối lên hai chân trước, con lang bò lại gần và khẽ ngoạm cái đuôi con lếch. Biết con nuôi muốn đùa Nhưng chẳng hiểu sao con lách chẳng thấy hứng thú chút nào Ông Tài đi nương chưa về Mà cũng lạ Mọi hôm đi nương thì ông vẫn cho con lách đi theo Nhưng hôm nay ông lại bắt nó ở nhà Ông Tài có một nương ngô Một nương sắn Và một nương trồng lúa nếp Ba khoanh nương ấy diện tích cộng lại Cũng chỉ hơn một hecta Và cách nhà đến gần hai cây số Con lách thích nhất là được theo ông đi nương ông thì chăm sóc nương còn nó thì tha hồ lùng sục khắp nơi và nó thích nhất được săn đuổi lũ thỏ rừng lũ chuột đang ẩn náu trong những luống sắn luống ngô nó cũng thích ra oai với lũ khỉ mà khi vào mùa ngô là chỉ rình ăn trộm đã có lần nó nằm xem bọn khỉ bẻ trộm ngô như thế nào và nó thấy có lẽ ngu nhất trong các giống thú đó là bọn khỉ đầu tiên là chúng bẻ ngô rồi ăn ngấu nghiến rồi tích vào hai túi ở hai bên má phồng lên rồi bắt đầu bẻ ngô mang về. Bẻ được một bắp, nó kẹp vào bên nách trái. Bẻ bắp thứ hai nó kẹp vào bên nách phải. Thế rồi nó lại giơ tay trái lên để bẻ bắp khác. Và thế là bắp ngô trong nách rơi ra. Và đến khi con lấy cất tiếng rủa, chúng bỏ chạy và chỉ cầm được một bắp ngô mang về. Cứ vào mùa ngô chín, sắn đã già củ, thì có khi cả ngày và đêm nó cùng ông Tài và ở ngoài đó để trông lũ khỉ hay đuổi lũ lợn rừng. Nhưng từ ngày có Leng, thì số lần đi nương ít hẳn. Nó biết là ông chủ bắt nó phải ở nhà để trông con Leng. Nó nhìn được con nuôi đã to gần gấp ba mình, và trong lòng cũng thấy có sự mãn nguyện. 14 tháng trước, con Leng còn bé tí, lúc nào nhớ sữa lại bỏ quanh nhà cất tiếng kêu như con mèo. Còn bây giờ đã lớn, nhưng con Leng vẫn nhớ hàng vú chảy xệ của mẹ nuôi thỉnh thoảng nó rúc vào ngậm lấy chiếc vú đã khô sữa mút mát thèm thuồng những lúc như thế con lèng phải cố chịu đựng để chiều được con nuôi còn nó thì rất ghét cái lưỡi giáp như mọc gai của con lèng con lèng tuy là hồ nhưng khi được con chó cho bú sữa thì mặc nhiên nó coi đó là mẹ có những lúc nó lên cơn nhớ mẹ nuôi nó lồng lộn chạy đi tìm khi được gặp mẹ nuôi nó sung sướng nằm lăn ra giơ bốn chân lên khua rối rít gần đây con lèng cũng đã bắt đầu tập gầm tiếng nó gầm dù đã có âm thanh hu âm hu âm nhưng nghe vẫn rất non nớt thơ dại tuy thế bên trong sâu thẳm của tiếng gầm của con trẻ đã ẩn chứa sự oai phong của dòng chúa sơn lâm khẽ ngoái đầu lại nhìn đứa con nuôi đang ngậm cái đuôi của mình con lếch nhìn con leng bằng ánh mắt vừa đôn hậu vừa bao dung nhưng cũng pha nét nghiêm khắc của một người mẹ trước đứa con ngày càng nghịch ngợm. Mà con Lang thì có cái tính hay đùa dài cho nên con gấu may, con chăn gió và cả thằng khỉ tiểu hầu cũng không muốn đùa với nó. Bởi nó chỉ tát nhẹ thì cũng có khi gây thương tích, nó cắn yêu thì cũng để lại vết thương. Khi nào có con lếch ở nhà thì con Lang vào khuôn phép, nhưng hệ con lếch đi theo ông Tài mà con Lang lại không bị nhốt thì hôm ấy thế nào nó cũng làm loạn nhà Đã có lần nó đuổi theo con khỉ Làm đổ hết nồi, xanh, xoang chảo Ở trên giá bếp Rồi giường ông Tài cũng trở thành một bãi chiến trường Tầm chăn bông của ông Tài bị nó xé tan Còn cái màn nhuộm xanh của ông Thì chỉ còn là một đống vải xô vụn Nó đặc biệt thích thú khi được xé vải Hoặc được lôi cái ấm đun nước Bằng nhôm của ông ra vần vò Chả hiểu sao nó rất thích gặm cái vòi ấm đã có lần nó nhá cái vòi ấm bẹp dí Khi về ông Tài đã phải kỳ cạch chữa lại mất cả nửa buổi Mỗi khi nó phá phách như vậy Ông Tài chỉ lặng lặng đi dọn Mà không nói nặng với nó nửa lời Đây là điều làm con lấy hết sức ngạc nhiên Trong trí nhớ của nó Khi còn nhỏ Cũng đã có lần bị ông vụt vì tội nhá nát một đôi giày của ông Con gấu may cũng có lần cào đến bong một khúc vỏ cây đào ở ngoài sân Cũng bị ông lấy roi vút cho ba cái trong nhà ông có một cây roi bằng mây dài khoảng mét rưỡi Đó là công cụ để ông dạy bảo và trừng phạt lũ vật trong nhà Chỉ cần thấy ông cầm cây roi quất vào không khí Làm nên những tiếng rít Là tất cả lũ vật nuôi trong nhà đều nằm dạp xuống Và nem nép sợ hãi Nhưng thường là những lần ông lấy roi ra như thể giao ai với chúng Còn sau đó ông lại ôm lấy từng con vỗ về và nói Ông không đánh mày đâu Trong những con vật ở nhà Blake ghét nhất là con chăn gió Nó không hiểu tại sao ông Tài lại có thể yêu quý con chăn này được Đúng là nó có công lớn trong việc bảo vệ kho ngô, kho lúa Khỏi bị lũ chuột vào phá Nhưng cứ nhìn cái dáng bò oàn oài của con gió Hai cái lưỡi trẻ dài lúc nào cũng cứ thỏ ra thụt vào Nóm lấc láo như một thằng ăn cắp Và cái tiếng nói của nó chỉ là tiếng phì phì Chả biết là vui hay buồn Vào mùa đông cũng như mùa hè cái lớp da có vẻ luôn lạnh tanh Rất thiếu thiện cảm Vì thế con lấy không thích Còn Leng cũng như con gấu may Con tiểu hầu Biểu lộ tình yêu sự tôn kính đối với ông Tài Bằng ánh mắt Bằng những cử chỉ cụ thể Bằng tiếng nói riêng của mình Còn con chăn chỉ biết nằm cuộn khoanh Cái đầu giấu giữa những khoang vằn vện Đang nằm Bỗng con lếch nghe trong văng vẳng tiếng gió từ nơi xa thổi đến Có âm thanh gì đó quen thuộc nó áp tai xuống nền đất rồi nó ngẩng đầu lên hít trong hơi gió đưa đến rõ ràng là có một âm thanh một tiếng bước chân đi quen thuộc có một mùi hơi quen thuộc của con người toàn thân con lếch như căng ra tai nó vểnh lên để thu nhận tất cả mọi âm thanh đang lan truyền tới hàng triệu tế bào ở mũi nó như đang lọc lấy từng phân tử ở trong không khí để nhận ra mùi hơi người quen thuộc nó nhận ra trong gió trong tiếng rì rào của những cây rừng đong đưa có hơi thở Có tiếng bước đi của một người quen đang đến với nó Những dấu hiệu quen thân ấy lúc đầu còn mơ hồ Nhưng càng lúc càng rõ hơn Nó nhổm dậy và chạy ra ngoài đường Rồi lại nằm bẹp xuống Từ nơi nào xa lắm vàng đến tiếng bước chân của một người Mà nó đã từng ở bên cạnh Tiếng bước chân như êm nhẹ Nhanh nhưng chắc chắn Và biểu cho một cơ thể cường tráng rồi bên cạnh đó là tiếng huyết sáo nhẹ nhẹ Đến bây giờ thì nó không thể nhầm lẫn được nữa Những âm thanh quen thuộc đấy Mùi mồ hôi quen thuộc đấy là của Lý Bờ Minh Mắt nó sáng rực lên Ông chủ thứ hai của nó đã về Nó lao vút đi như tên bay Nhưng được khoảng trăm mét Thì nó vội phóng ngược trở lại Vì nhớ ra con lang. Nó hất đầu ra hiệu cho con lang đi theo nó Con lang vội vàng nhồm dậy chạy theo mẹ nuôi Chúng nó chạy trên đường như hết tốc lực Cũng có những người ở bàn đi ngược chiều Thấy một con chó vào hổ chạy thì rất ngạc nhiên Không hiểu hai con này đi tìm cái gì mà lao nhanh như thế Và khi chúng lao lên một con dốc ngắn Thì từ giữa lưng chừng dốc bên kia đã thấy Lý Bở Minh đang leo lên Con Lêch dừng lại chờ Nó muốn ngồi lại trên đỉnh dốc để chờ mình. Còn leng thấy mẹ nuôi ngồi cũng ngồi theo Nhìn thấy con hổ và con Lêch đang ngồi trên đỉnh dốc đón mình mình như muốn có thêm đôi cánh để bay lên đón chúng Không thể thong thả leo dốc được nữa Anh chạy lên thì con lếch trên đỉnh dốc lao xuống Rồi nó như nhảy bổ vào người anh Mình ôm lấy con chó Mày làm bẩn hết áo tao rồi Con lang rụt rè đi vòng quanh mình Và giữ một khoảng cách vừa phải Nó chưa hiểu vì sao mẹ nuôi nó lại xoan suýt lấy người lạ này như thế Ngày bé ai tới nó cũng có thể đùa bằng cách căn gấu quần hoặc trồm lên ôm lấy chân. Nhưng càng lớn nó càng biết giữ khoảng cách với người lạ, trừ những người nó đã thân quen. Còn với bất cứ ai, nó cũng không để cho họ đến gần. Và tình cảm của nó với người lại luôn tùy thuộc vào thái độ của ông Tài và con Lếch. Nếu thấy ông Tài vui vẻ với khách, thì nó cũng sẵn sàng đến gần để cho người đó xoa lưng xoa đầu. Nhưng nếu thấy ông Tài tiếp khách với vẻ miễn cưỡng, ánh mắt luôn tối sầm thì nó làng tránh. Và đôi khi cũng biểu lộ sự khó chịu bằng cách chui vào gầm giường ông Tài Nằm trong đó nhìn ra bằng ánh mắt lạnh lùng dò xét Rồi nó đến bên mình Hít lấy mùi hơi Và nó nhận ra rằng Mùi ở người này cũng quen thuộc như mùi của ông Tài Sự quen thuộc này đã xóa đi mọi sự rụt rè Nghi ngờ Cảnh giác ban đầu Còn Leng thấy thái độ của mẹ nuôi như vậy Và thấy mùi quen thuộc Thì nó thay đổi thái độ ngay Nó quần quýt chạy xung quanh Minh xòe bàn tay cho con chó liếm Rồi một tay kia anh xoa đầu con hổ. Anh bảo Mày là con len đây à Tao nghe mày từ rất lâu rồi Bây giờ mới thấy Ôi sao lại lớn đến từng này Rồi anh nằm lăn ra bãi cỏ bên vệ đường Và mặc cho con hổ và con lếch liếm lắp khắp người Lưỡi con chó thì mềm mại Lưỡi con hổ thì giam giáp Như cái lá cây máy trà Mà người ta vẫn dùng để mài gỗ cho nhẵn anh muốn ôm ghì cả hai con thú vào lòng rồi anh bảo con lấy ông có nhà không dường như hiểu ý anh con lấy lúc lắc đầu minh hiểu ý anh bảo à ông đi nương phải không mày đi gọi ông về hiểu ý của mình con lấy phóng vụt đi rồi anh lại vỗ đầu con leng và bảo nào leng dẫn tao đi về nhà anh vừa nói xong thì con leng kéo ống quần lôi anh dậy mình sững sờ suýt nữa thì anh thốt lên mày nghe tao nói được à nó đi trước anh đi sau thỉnh thoảng con leng lại chạy vòng quanh anh thái độ mừng rỡ nhìn cung cách của con leng mình thấy lạ vô cùng chưa một lần gặp anh tại sao bây giờ nó thấy anh nó lại thân thuộc đến mức này có cảm giác rằng giữa nó và anh không hề có khoảng cách cũng lại có cảm giác rằng hàng ngày anh vẫn ăn ở cùng với nó, chỉ là anh mới đi vắng đâu một hai ngày trở về nhà. Tại sao nó lại quỳ mến anh thế? Rồi Minh lý giải rằng mùi hơi của anh với mùi hơi của bố giống nhau, nên khi hít hơi anh là nó thấy quen thuộc ngay. Hoặc tình cảm này là từ mẹ nuôi nó chuyển sang. Nếu quả như thế thì tình cảm của giống vật với con người thật khó lý giải. Anh cứ ước ao giá bây giờ có máy quay phim Quay lại cảnh một anh công an đi về nhà Lại có hình ảnh một con hồ tung tăng đi trước Đi về tới bàn Lũ chó ở các nhà thấy con len sửa nhặng lên Có bọn còn ở trong nhà sổ ra đuổi cắn con len Nhưng vẫn với thái độ điềm tĩnh oai phong Con len chỉ quay ngoắt lại nhìn lũ chó bằng ánh mắt nghiêm khắc Thế là cả bọn cụp đuôi chạy về Nó cũng chẳng cần gầm gào Chẳng cần phải nhen anh múa vuốt Nhưng thần thái oai vệ của nó từ ánh mắt của nó như tỏa ra linh khí Khiến tất cả các loài vật khác phải kính nể Nhiều người nhìn thấy Minh chào hỏi đon đà Mình cũng vui vẻ chào hỏi mọi người Rồi đi như chạy về nhà Bao giờ cũng thế Mỗi khi đi ra về Gần tới nhà Là Minh chỉ muốn chạy thật nhanh Và hình ảnh đầu tiên anh muốn thấy là bố mình Nhìn căn nhà vắng lạnh đến cô quạnh Mình như thắt ruột lại Con gấu may đang ở ngoài vườn hộc tốc chạy về và dụi đầu vào chân mình con tiểu hầu lăng xăng nhảy lên bàn rót nước từ trong ấm da chén sự có mặt của những con vật cũng làm mình nguôi ngoài tí chút anh vứt ba lô lên giường rồi quay ra ôm lấy con leng con leng nằm im để cho anh vuốt đầu vuốt lưng mình nói như thì thầm vào tai nó mày giỏi lắm leng ạ à. lần đầu tiên tao mới gặp mày mà sao mày đã quy tao thế hay là mày thấy tao với ông có gì giống nhau chăng Còn làng cũng cảm nhận được tình cảm của mình Nó khẽ rụi đầu vào lòng bàn tay anh Như muốn tận hưởng sự yêu thương chia sẻ Con gấu may có vẻ ghen với con hổ Nó lấy mõm ủi vào lưng mình Hiểu ý nó Minh quải tay Lôi nó vào lòng Còn con khỉ thì nhảy tót lên vai anh Ông Tài đi kiểm tra mấy cây bẫy thú ở phía ven bờ suối làng. Dạo này lợn cỏ về nhiều Bởi vì sắn đã sắp đến lúc thu hoạch Cho nên ông đặt bẫy lợn Cũng là để kiếm thêm cái ăn cho con lèn Ông bẫy được một con lợn khoảng 15kg Con lợn vẫn còn sống Bị trao tòng tang lên cái bẫy cần Và kêu rít lên thê thảm Ông buộc mồm con lợn lại Tròi chân cho vào lù cờ Nhìn con lợn Ông Tài dự tính sẽ xẻ lấy một nửa Ướp muối ăn dần Còn một nửa cho con lèng con lang càng lớn càng ăn khỏe. đã có lần ông tài bán được một con hoãng ông để cho lang ăn thật no xem sức nó ăn được bao nhiêu. ông cần cái đùi dao con hoãng được gần 5 kg và ném cho nó. và ông đã rất ngạc nhiên khi thấy nó ăn gần hết. giống hổ một lần được ăn no, sau nó có thể nhịn cả tuần. ông tài cho con lang ăn không theo một quy luật nào cả. có khi ngày nào ông cũng cho nó ăn, có khi lại bắt nhịn cả răm ngày. Sở dĩ ông phải làm như vậy Là để tập cho nó quen dần với cuộc sống hoang dã Sống với rừng Có phải lúc nào cũng kiếm được cái ăn đâu Bao nhiêu năm ở rừng Ông Tài cũng đã từng thấy khu mả voi Mả trâu rừng Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn thấy Một con hổ chết vì già Vì bệnh tật hay chết đói Voi là giống vật trí tình Trì nghiệm với nhau Một con voi già hoặc bị bệnh Nếu biết sẽ không qua khỏi Là nó tìm về khu nghĩa địa đó là khu nằm ở nơi cực kỳ kín đáo Và trong một khu rừng nguyên sinh Bên cạnh là có khe nước Con voi nằm đó chờ chết Cả đàn voi về quanh chờ đợi Cái phút tử thần sẽ đến đưa đồng loại của nó về trời Con voi trước khi tắt thở Bao giờ nước mắt cũng chảy ròng ròng Rồi giống lên một hồi dài tưởng như bất tận Sau tiếng giống vĩnh biệt ấy Cả núi rừng chợt im phăng phắc Và lát sau là đàn voi cũng giống lên thảm thiết Tiếng voi giống có thể theo gió bay xa cả chục cây số Nhưng lại không làm loài thú nào kinh sợ Chở cho thi thể con voi nguội lạnh Lụ voi hút nước dưới khe lên Và phun vào bên cạnh con voi Rồi thay nhau dùng chân đảo đất Cho đến khi thành một cái huyệt lớn Chúng đẩy xác con voi xuống Gạt đất lấp lên Rồi bẻ cây rừng che phủ Hoặc đi nhổ chuối rừng về trồng Trước khi đàn voi kéo đi Chúng lại cùng nhau giống lên một lần nữa và lũ voi con rời đi trước. Con voi đầu đàn bao giờ cũng nấn ná ở lại một lát rồi mới chạy đuổi theo đàn. Những loại cây mà chúng phủ lên mộ thường là cây dây leo. Chỉ sau ít ngày, ngôi mộ voi đã xanh um và rất khó phát hiện ra. Duy nhất có một lần anh em đồn mường môn phải bàn chết một con voi. Đó là trường hợp có một con voi mất một ngà, sống đơn độc. Đây là chuyện hiếm thấy vì lũ voi bao giờ cũng theo đàn và có quy tắc sắp xếp thứ bậc rất quy củ con voi một ngà không chỉ phá nương của bà con mà nó còn xông vào tận đồn mường môn phá tan nhà kho chứa thóc ngô anh em nổ súng xua đuổi nhưng xem ra tiếng súng lại càng làm nó hung hăng nó xông vào phá tan chạm giá quân dân y phá cả nhà văn hóa của xã thấy không ổn đồn trưởng họ về cán bộ xã và quyết định phải xử lý con voi này một tổ ba người được giao nhiệm vụ tiêu diệt con voi đó cũng chẳng mất nhiều thời gian anh em thấy nó đang phá một nương sắn chỉ hai viên ckc bắn ở cự ly chưa đến trăm mét vào chúng mang tay con voi giống lên một hồi rồi đổ gục xuống thịt con voi được xẻ ra chia cho mấy bản anh em ở đồn chỉ chặt cái vòi lấy quả tim to gần bằng chiếc thùng gánh nước và đệm sụn ở gan bàn chân thịt voi thơ rất to dai và nhạt hoét Nhưng quả tim đem thái mỏng Xào với gừng, ăn khá ngon Giá trị nhất có lẽ là cái vòi và lớp dụn bàn chân Đem hầm lên, ăn khá thú vị Ngày còn là lính công an vũ trang Trong một lần cùng hai người đi trinh sát Tìm đường mới sang Lào Ông Tài đã được chứng kiến cảnh voi chết Và cảnh đàn voi chôn xác bạn Ngày ấy rừng mường bán nhiều voi lắm có những đàn voi đến hơn hai chục con về con suối dưới chân núi Tà Tùng và sống ở đó hàng tháng trời. Thế mới có tên suối voi. Ấy là voi khi chết, có khu nghĩa địa riêng. Còn loài hổ thì chúng chọn chỗ để nằm đợi chết ở đâu. Chúng chết thế nào thì chưa có một ai nhìn thấy. Người ta đồn với nhau rằng con hổ khi sức cùng lực kiệt, chúng kiếm một cái hang kín đáo nào đó, chui vào và chết ở trong đó. Cũng có người bảo rằng giống hổ thường không chịu chết bệnh chết già như những loài tầm thường khác khi cảm thấy cái thân xác già nua dã rời không còn mang nổi cái trí khiếu ai hùng nữa cảm thấy cuộc sống không còn gì là đáng sống nữa con hổ sẽ leo lên một mỏm núi cao nhất mà nó có thể lên tới bỏ ra một mỏm đá gieo mình xuống đấy voi là loài sống bầy đàn còn hổ thì là giống sống đơn độc hổ chỉ cặp đôi với nhau khi vào kỳ động dục còn sau đó chúng lại chia đôi ngả Rừng nào cọp ấy Trong rừng chỉ có hổ và voi là không biết sợ bất cứ loài nào khác Chúng là chúa tể của muôn loài Và vì thế giữa voi và hổ thường khá hòa thuận Người ta có thể thấy lũ voi đứng nhìn con hổ ăn thịt một con thú bằng cặp mắt tò mò Xen lẫn sự kinh tởm Nhìn con hổ ăn thịt, máu me bè bé bét quanh mồm Vừa ăn vừa gầm gừ Như muốn dọa nạt nào đó đang chờ ăn trực Lũ voi không hiểu nổi Tại sao bọn này lại ăn uống thô tục đến thế Rất hiếm khi hổ và voi gây sự với nhau Mà nếu có thì chỉ là khi hổ cái nuôi con Và lũ voi kia xâm phạm vào lãnh thổ của nó Những lần như thế thì lũ hổ gầm kinh thiên động địa Núi đổ non nghiêng Lũ voi giống dung cây bà xó Các loài khác run sợ tìm chỗ kín đáo ẩn náu Chỉ có lũ khỉ là dám tót lên ngọn cây Chứng kiến trận chiến và thi thoảng lại kêu trái lên khoái chí hổ có cú nhảy vô dũng mãnh và có thể nhảy tót lên lưng voi tung những cú tát có sức mạnh ngàn cân vào lớp da dày dai ngoách vòi thì lại có cú đá hậu mạnh vỡ đá đổ cây có cú quật vòi mạnh như trời giáng thường là hổ không làm gì được voi ngoài cào xước được tấm da dày như áo sáp còn vô phúc mà dính cú đá hậu thì có khi mất mạng hoặc bị cái vòi no mềm rào là thế vụt chúng, có khi gãy cả xương sống. Ông Tài gùi con lợn về, vừa đi được một đoạn thấy con lếch phóng tới. Nhìn con lếch cắm đầu cắm cổ chạy, ông trột dạ tự hỏi, có chuyện gì mà nó lại chạy ra đây gọi mình nhỉ? Nhưng khi đến bên ông, nó lại nhảy cận lên vui mừng. Ông nhìn thái độ của nó, ông đoán nó đang có niềm vui gì đấy, nhưng ông không nghĩ đó là Lý Bở Minh đã về. Con lấy dụi đầu vào bắp chân ông Như thể ra hiệu cho ông đi nhanh hơn Đến khi còn cách nhà khoảng 500 mét Còn lấy phóng về trước Và nó cắn gấu quần Minh như muốn lôi anh đi Minh bật cười Mày bảo tao ra đón ông chứ gì Nào cùng đi Thế là con Lêch và con Len cùng nhau đi ra đầu bàn đón ông Tài. Nhìn thấy bố đeo chiếc gùi nặng lưng gập xuống và lấy con dao quắm dài làm gậy trống. Mình thương bố vô hạn bố ạ à, con vừa về rồi anh gỡ lấy lù cờ trên lưng bố nhìn thấy con lợn trong lù cờ mình bảo con lèng hôm nay mày lại có thịt ăn sướng rồi nhé ông tài hỏi luôn mình con vừa mới về à mình nói vâng con vừa mới về con Lích bà con lang nó đi đón con ở tận đầu dốc ông tài thắc mắc sao nó biết con về mà lại đi đón nhỉ lạ thật mình cũng lắc đầu con cũng không hiểu nữa nhưng mà đúng là bọn này nó khôn như người bố ạ à. nó dẫn con về xong nó lại chạy đi gọi bố đấy ông tài bảo có lúc bố nghĩ kiếp trước hình như chúng nó là người là bạn bè của bố thì phải hay là anh em cùng một nhà bố thấy bố nói cái gì chúng nó cũng hiểu ở thì con lấy ở với bố lâu rồi nó hiểu bố đã đành, nhưng con len mới được mấy tháng, sao nói cái gì nó cũng biết, thậm chí mình vui, mình buồn, nó đều biết. Lạ thật đấy. Về đến nhà, mình nhanh nhẹn nhóm bếp. Ông Tài thả con lợn bị quẻ một chân vào trong khu chuồng, rồi thả con len vào. Mình nhìn bố ngạc nhiên. Sao bố lại làm thế? Ông Tài bảo, để cho nó tập vô, tập kiếm miếng ăn. Bố tính rồi Sau này phải thả nó về rừng Con lèng được thả vào chuồng Và nó lao bổ về phía con lợn đang chạy vòng quanh Nhưng một chân sau cứ bị lết đi Vì bị trói treo lâu quá Trong nháy mắt Nó đã vượt được con lợn xuống Hàm răng nó cắn ngang cổ họng con lợn Mỗi lúc tiếng lợn kêu lên một yếu dần Chờ cho nó yếu hẳn Con lèng xé toạc bụng con lợn ra Nó ăn bộ lòng trước Minh nhìn cảnh đấy thấy ghê ghê sợ sợ thế bố vẫn cứ cho nó ăn thế này à ông tài bảo lúc kiếm được thì cho nó ăn lúc bắt được thú sống thì cho nó ăn sống còn không thì ăn thú chết mấy hôm nay bố dỗ cho nó ăn cơm hôm nào vui vẻ lắm thì được lưng bát nhưng đúng nó là loài thú ăn thịt sống nó không thể ăn chín được chở con lèng lôi hết bộ lòng ra ông tài xách dao vào và ông chặt lấy một nửa con lợn mang ra để làm thức ăn một nửa ông cho nó mình hỏi bố nó có ăn hết chỗ thịt kia không bố ông tài bảo chỗ đấy nó ăn cả ngày mai mới hết chỗ lòng thì hôm nay ăn hết còn chỗ thịt nó lôi lên chuồng nó canh đến khi ăn hết thịt ôi rồi nó vẫn ăn mình cười bảo thế bố không sợ nó bị đau bụng à ông tài ngạc nhiên cây giống thú rừng ăn thịt sống thậm chí thịt thối nó vẫn ăn làm gì có chuyện bị đau bụng rồi trong lúc ông tài đun nước làm lông con lợn, mình lấy ba lô ra và anh cầm chiếc khăn lên đưa cho ông tài. bố ạ, à, đây là khăn len bởi Trinh Mai gửi cho bố. ông tài ngạc nhiên. Bởi Trinh Mai là đứa nào? Dạ, Mai là con gái bác Súng, cùng ở xã mình nhưng ở bản Pó. bác ấy đi công an ngày xưa và hy sinh trên biên giới năm 79. ông tài hiểu ra ngay và hỏi luôn. Lần này con về có tính cưới không?" Mình bật cười. "Chưa bố ạ, à, mai còn ít tuổi lắm, năm nay mới 17." Bố cô ấy hy sinh, công an tỉnh đưa lên làm cấp dưỡng. Ông tài hiểu ra, ông cầm chiếc khăn quấn vào cổ rất nâng niu. "Cái khăn đẹp quá, mà đây là khăn mua hay khăn nó đan?" Mình nói. "Không, khăn của ấy đan đấy." Cô ấy khoe đừng mấy chị người kinh dạy đan Mà đan bằng bốn kim Ông Tài bảo Ngày xưa ở đồn Mường Môn Cũng có một người quê ở Thái Bình Anh ấy tên là Hùng Đan len khéo lắm Anh ấy cũng dạy mẹ con đan len Nhưng chỉ dạy cho biết thôi Chưa lấy len ở đâu ra mà đan Ông Tài nhìn đồng sữa mình mang về Khẽ cười nói Hồi con len nó bé Chạy vậy ngược xuôi Mới kiếm được hộp sữa cho nó ăn mà bây giờ nó vẫn thích ăn sữa đấy Mai còn pha thử một bát cho nó uống mà xem Nó thích lắm Mà cái con hổ này cũng lạ Thích ăn của ngọt như trẻ con Thằng Phú kiểm lâm đến đây lần nào Cũng thủ theo một vài cái kẹo Nó trông thấy thằng Phú là đòi kẹo ngay Từ lúc có Minh về Con gấu may và con khỉ tiểu hầu Cũng cứ xoàn lấy anh Mình bóc lấy một phong lương khô 702 của Trung Quốc Trong đó có một viên kẹo giảm khát Một viên chống lạnh một gói ruốc cộng với bốn viên tăng lực. Kẹo giảm khát thì toàn bạc hà, ngậm vào lạnh tê cả miệng. Còn kẹo chống lạnh thì như một kiểu cao gừng trộn đường, ăn vào nóng rực cả người. Anh cho con gấu may và con tiểu hầu, mỗi đứa nửa phong lương khô. Ông Tài vừa cạo lông lợn, vừa nói chuyện với mình. Lần này con về được bao lâu? Mình bảo, con ở với bố cả tháng, nhưng sau đó con lại phải sao bố lâu đấy Ông Tài ngừng cạo lông con lợn Quay sang nhìn con trai Con đi công tác à? Mình nói Cấp trên cho con đi học ở Liên Xô 3 năm Nên bác trực bảo con về ở với bố một tháng Rồi ra để đi học Ánh mắt ông Tài sáng rực lên Lộ rõ vẻ tự hào Giỏi Được đi học ở Liên Xô thì hay quá rồi Còn chạy sang bên nhà mời gì mời các chú các cậu sang đây uống rượu mừng cho con Mình vội vàng ngăn lại Bố ạ à, Để mấy hôm nữa đi Hôm nào con sắp đi thì mời cơm mọi người Hôm nay con chỉ muốn có hai bố con mình thôi Còn Lêch đang nằm bên cạnh Nghe thấy chỉ có hai bố con mình Thì nhìn mình Rồi lặng lặng bỏ ra ngoài bậu cửa Thấy nó cúp đuôi đi ra Ông Tài hiểu ngay Con thấy chưa Nó hiểu tiếng người đấy nó nghe chỉ có hai người là nó nghĩ không có nó đấy Mình bật cười Anh nói to Có hai bố con mình với con lếch Con Lang, con may Và cả thằng tiểu hầu kia nữa Thế là đủ một mâm Quả nhiên con lếch lại ve vẩy đuôi đi vào gần anh Mình lắc đầu Sao nó khôn đến thế nhỉ Con thấy đàn chó nghiệp vụ của công an tỉnh Toàn chó bé dê cũng tinh khôn cực kỳ Nhưng mà nó cũng không hiểu được tiếng người như con lếch này Ông Tài bảo Bố cũng chẳng hiểu được nữa Có lần bố ngồi ăn cơm với chúng nó Tự nhiên bố bảo ta thèm ăn cá tươi quá Làm thế nào bắt được nhỉ Thế mà không hiểu chiều hôm ấy Làm cách nào Mà nó mang về cho bố được một con cá hốc Nặng đến nửa cân Lạ thế chứ Bây giờ nó với con lang rất thích ra rùi bắt cá Con lang bắt cá giỏi lắm đấy Mình ngạc nhiên Hổ bắt cá thế nào được hả bố lúc đầu bố cũng nghĩ là nó trộm cá ở đâu nhưng sau đó đi theo nó ra suối mới thấy nó cứ vụt mặt xuống nước rồi cá lởn vởn bơi đến gần miệng là nó đớp còn ở nhà rồi sẽ thấy những con thú này hay lắm chúng tình cảm lắm chứ không như người ta đồn thổi đâu con hổ này cũng lạ nó cứ thấy có người nói chuyện là nó cũng hóng hớt chắc còn đang mài ăn thịt chứ nó ăn xong rồi là nó cũng cào chuồng đòi ra cho mà xem Ông Tài vừa nói xong Thì quả nhiên có tiếng cào sồn sột Ở cánh cửa chuồng hổ Rồi tiếng con len cất lên khàn khàn Nó cũng vẫn giống như tiếng mèo nhưng ấm Vang xa hơn và khàn khàn Ông bảo con lếch Mày ra mở chuồng cho con len vào đây Con lếch ra lấy mõm nhấc cái then cửa Ở bên ngoài lên Con len chạy vào nhà Mồm miệng vẫn be bết máu con lợn Mình xua tay bảo nó Mồm mày toàn máu thế kia Dính vào quần áo tao bẩn hết bây giờ Ông Tài thấy thế bảo con lấy Con dẫn con len đi tắm đi Quả nhiên con lấy hiểu ý Sao ngoạm đuôi con hồ và kéo đi Con len ngoan ngoãn đi theo mẹ nuôi Mình thốt lên Trời ạ à, Nó chỉ còn thiếu mỗi không biết nói tiếng người thôi Ông Tài bảo mình Con thích xem nó tắm thì ra suối mà xem Nhưng hôm nay chắc chỉ có con len tắm thôi con lếch đứng trên bờ trông đấy Mình đi theo con làng và con lếch xuống đoạn suối phía sau nhà Quả nhiên anh chỉ thấy con lếch ngồi trên bờ Còn con làng lao xuống suối Và vùng vẫy với vẻ cực kỳ thích thú Nghĩ đến bố ít ngày nữa lại ở nhà một mình vò võ với mấy con thú Trong lòng mình lại dấy lên một suy nghĩ Vàng bố ba năm Không biết lúc quay về bố thế nào Chờ cho con làng đùa dưới suối khoảng 15 phút còn lấy cơ tiếng gọi con lang về Quả nhiên con lang Lê lên rũ nước xong rồi Cong đuôi chạy theo mẹ nuôi về nhà Ông Tài bảo mình Con thấy chưa? Những gì mà con lang con Lích đã thể hiện với mình suốt từ lúc anh về Đưa mình hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Mỗi một con thú trong nhà đều có một nhiệm vụ cụ thể Con gấu đang nằm ở chân cột nhà Thấy ông Tài bảo Thẳng mai đi lấy củi thế là nó đi ra sân, một lúc sau nó ôm mấy thanh củi khệnh khạng vào nhà, rồi nó lại ra lấy tiếp. Còn nếu không thấy ông nói gì nữa, nó lại nằm ở đấy và cứ nhìn từng cử chỉ của ông. Bữa cơm tối dọn ra trong ánh đèn đỏ đủ của cây đèn báo, nhìn ánh đèn minh chợt nghĩ ra một chuyện, anh hỏi bố. "Bố ạ, Suối nhà mình có làm chạm thủy điện được không?" Ông tài lắc đầu. "Làm thế nào được?" Mình nói, con thấy nhiều người mua máy phát điện Trung Quốc về, máy to như bắp chân, mà chỉ cần dòng nước chảy hơi xiết là có điện rồi. Hay để con tính làm cho bố một cái. Ông tài bảo, ừ, nếu có điện thì hay lắm. Con đã thấy nhiều nơi họ làm được thủy điện kiểu này, già cũng không đắt lắm đâu. Có điện thì tốt, nhưng bố thấy cũng chẳng cần. Bao năm nay mình có điện đâu mà vẫn sống đây thôi. Bữa cơm tối có thịt lợn rừng nướng Rồi thịt luộc Sườn lợn thì ông Tài nấu với măng chua Dọn cơm xong ông bảo mình Con có uống rượu không? Mình cười Nếu có thì uống một tí bố ạ Ông Tài lấy trong tủ ra một chai rượu Ông bảo Dạo này bố cũng phải uống tí rượu thuốc Đây là rượu dễ cây đinh lăng Uống ngủ êm lưng lắm Ông rót rượu ra chén rồi bảo con trai. Nào, uống mừng cho con được đi học ở Liên Xô. Chờ cho bố uống hết chén rượu, mình mới khẽ khàng. Giám đốc trực gửi lời hỏi thăm bố. Nghe nói tên ông trực, ánh mắt ông Tài chờ tối lại. Và Minh nhận ngay ra sự thay đổi đó. Anh nói. Anh em trong đơn vị cũng nói là giám đốc quan tâm đến con. Là vì ngày xưa cũng ở với bố. Ông Tài rót rượu. Tập thêm hớp nữa rồi hỏi Bố tưởng mày là cảnh sát hình sự giỏi lắm kia mà Cũng chả biết thế nào là giỏi bố ạ Nhưng con luôn hoàn thành nhiệm vụ Ông Tài khẽ thở dài Đời bố đã trả ra gì Cũng chỉ là vì không được học hành Cây chữ có trong đầu chẳng đáng là bao Bây giờ còn có điều kiện thì cố mà học Cứ yên tâm đi học cho tốt Ông Tài đứng lên Cầm con dao găm đi ra chiếc cột nhà và cậy cái gì đó Mình rất ngạc nhiên không hiểu bố làm gì Hóa ra trong cây cột cái Ông Tài khoét một hốc nhỏ Và giấu một gói vải nhỏ được quấn dây chun cẩn thận Ông mang lại cho Minh và bảo Bố dành dụng cả đời mới được bốn đồng cân vàng Con mang đi mà phòng thân Con ở nhà đừng lo cho bố Bố vẫn khỏe Lại có lũ này ở cùng Ông chỉ vào con lấy con lèng. Minh cầm gói vàng mà tay run bắn Anh suýt bật khóc Phải cố lắm Minh mới ngăn được dòng nước mắt cứ trực trào ra Anh nói nghẹn ngào Bố ạ à, Con không muốn đi đâu Hay con xin giám đốc cho ở lại Con xin về công an mường báng Hay về làm công an xã để được gần bố Còn vàng này bố cứ giữ Phòng lúc ốm đau Con đi học đã có tiêu chuẩn nhà nước Ông Tài vội xua tay không được con phải đi con được đi học là vinh dự cho cả nhà họ pờ cho cả xã cả huyện đấy học xong khi về hãng hay lúc ấy con xin về công an huyện bố đồng ý mà theo bố con cũng nên về huyện ở gần nhà vẫn hơn minh lặng nhìn gương mặt khắc khổ của bố mà thấy thương ông vô hạn anh chưa biết nói gì thêm thì con lang bỏ lại liếm chân anh anh cho nó một miếng thì rồi hỏi bố bố ạ à, ít nữa con lang này lớn, bố định thế nào? Chả lẽ mang nộp cho kiểm lâm tỉnh à? Khi học ở ngoài Hà Nội, con cũng thấy thầy giáo nói về con lang này và những rắc rối cho người nuôi hổ. Ông tài ngạc nhiên. Ở Hà Nội cũng có người biết à? Mà họ bảo sao? Báo chí cũng biết về chuyện bố nuôi con hổ và nhiều người tranh cãi nhau lắm. Có người thì bảo phải khuyến khích, động viên và giúp đỡ người có công nuôi dưỡng bảo vệ thú quý. Lại cũng có người bảo phải tịch thu Đem về trung tâm cứu hộ hoặc thả về rừng Rồi có người cãi là trung tâm cứu hộ nuôi mấy con gấu còn chưa xong Lấy đâu ra tiền mua thịt nuôi hổ Còn đem thả về rừng Lũ hổ nhà thì làm sao đi kiếm ăn được Mà rừng bây giờ còn đâu Mỗi con hổ muốn sống được Phải cần cả trăm km vuông rừng Rồi cũng có đứa bảo là Bố nuôi cho lớn rồi sẽ giết Nấu cao Cao hổ bây giờ có giá lắm Hôm con về anh trưởng phòng cũng dặn con là phải nhắc bố làm trường trại cẩn thận. Kẹo bọn săn trộm nó lẻn vào, bắn con len. Ông Tài thở dài. Bố biết là nhiều kẻ thèm muốn con len này lắm. Và bố cũng đã nghĩ đến lúc bố không nuôi nổi nó nữa. Nhưng mong muốn của bố là muốn thả nó về rừng. Rừng bây giờ hổ chẳng còn bao nhiêu. Nếu bố tính không nhầm, thì cả vùng rừng Mường Báng này và vùng rừng của huyện Mường Mày bên Lào chỉ còn không quá hai chục con hổ. Nhưng gần đây lũ hổ kéo nhau sang mường mày hết Ở mường báng chỉ còn vài ba con Mình thắc mắc Nếu bố thả nó về rừng Liệu nó có biết kiếm cái ăn không? Bây giờ nó quen ăn sẵn rồi Ông Tài mỉm cười Bố biết chứ Vì thế bây giờ bố đang dạy cho nó cách vồ mồi Nhưng không phải dạy con ạ à. Con lèng thông minh lắm Nó rất thích tự kiếm ăn Mùa này đang sẵn lợn cỏ Con về Bị dụ bố nhiều nhiều vào, để bố để dành cho khi khan hiếm. Bố muốn nhân dịp này huấn luyện nó. Bố sẽ thả nó về rừng, khi nào nó biết tự kiếm ăn. Mình vẫn thắc mắc. Nhưng con thấy con len quá bện hơi bố rồi, làm sao nó sao bố được? Ông Tài lắc đầu. Còn chưa biết giống hổ, nó là con vật linh thiêng của núi rừng. Dù là ở với bố từ bé, lại lớn lên bằng sữa chó. Nhưng nó vẫn là con thú của rừng Sẽ tới lúc rừng núi gọi nó về Tổ tiên gọi nó về Và cũng sẽ tới lúc Tự nó tìm về với rừng Với đồng loại Điều bố lo nhất là nó có biết tránh xa lũ người không Minh gật gù Con cũng nghĩ thế À bố này Chiều nay con ra xem chuồng bố làm cho con len Theo con phải làm lại cho chắc chắn hơn Có mấy đoạn con thấy hơi thấp Phải can thêm tre cho cao hơn con nhiều bố từng bảo Con hổ cắp con bò nhảy qua hàng rào cao 3 mét còn được kia mà Ông Tài gật đầu Bố bận trông nương Con làm giúp bố Sáng hôm sau Con lếch thì theo ông Tài ra nương Còn Minh vào rừng chặt che về ra cố lại hàng rào chuồng hổ Con leng nằm trong căn chuồng vách thưng bằng gỗ Mái lợp lá cọ Và lặng lẽ theo dõi từng việc làm của ông chủ mới Đêm hôm qua con Lang không chui vào gậm giường của ông Tài như mọi khi, mà sang ngủ bên giường của mình. Nó nằm dưới chân giường, lắng ngay từng tiếng thở nhẹ nhẹ của mình. Từ lúc có Minh về, trong lòng con Lang lại có thêm một cảm xúc mới. Trước đây nó chỉ biết có ông Tài, một ông chủ thương yêu nó hết lòng, thương yêu nó bằng một tình cảm không có gì đong đếm được. Nhưng bây giờ nó thấy ông chủ mới này cũng thương yêu nó, có lẽ chẳng kém gì ông Tài. Dù chỉ mới quen biết, nhưng nó cảm thấy đã đặt chọn niềm tin vào ông chủ mới Minh làm quần quật tưởng như không biết mệt Chỉ một buổi sáng Anh đã chặt được gần hai chục cây tre Và cứ bảy cây thành một bó Anh vác về Rồi lại chặt xa khoảng gần bốn mét một đoạn Buổi trưa anh bê cả son cơm nguội Còn thừa tối qua Đổ ít thịt lợn rang vào đấy Rồi bê ra ăn bên cạnh con leng Anh bốc cơm để vào miệng con leng Nó chậm rãi nhà từng hạt Và ăn với vẻ miễn cưỡng Nhìn cách ăn của nó Minh bật cười Anh mắng yêu Sư bố mày Không thích ăn cơm mà thích ăn thịt sống phải không Tao biết là mày ăn cho tao vui Chứ mày không thích Mấy hôm nữa tao đưa mày đi vào rừng Tao muốn xem mày có biết vồ con hoãng con lợn cỏ không Nghe mình nói con lang có vẻ hiểu Nó vùng chạy vun vút trong khu chuồng Rồi nó gầm một tiếng và nhảy bọt lên Như thể đang vô con thú tưởng tượng nào đó rồi nó ngoe nguẩy đuôi đi lại gần mình Dương cặp mắt màu vàng trong lên như muốn nói Đã thấy sức mạnh của ta chưa? Mình vỗ vào đầu nó Mày mới chỉ vô gà vô lợn trong chuồng thôi Tài giỏi đến đâu phải vào rừng mới biết Ăn cơm xong Thời gian chuồng hổ khá rộng rãi và sạch sẽ Mình bảo con lèng Tao ngủ nhờ chỗ của mày một lúc nhé Con lèng mở to mắt với vẻ rừng sốt khi thấy Minh cầm một đoạn tre ngắn vào để gối đầu và chui vào chuồng của nó. Anh nằm vắt chân chữ ngủ và he hé, hé mắt nhìn ra xem thái độ con Lang thế nào. Lúc đầu thì cho con Lang nằm ở bậc thang, nhưng được một lát, nó không cưỡng nổi mùi mồ hôi quen thuộc mà vẫn thấy ở ông Tài. Nó bò dần vào chuồng và nằm bên cạnh Minh. Minh giả vờ ngủ, anh ngáy nhẹ nhẹ rồi của tay sang ôm nó. Con Lang cũng nằm im và một cảm giác dễ chịu, thỏa mãn, xen lẫn niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mất 4 ngày thì Minh dựng lại được hàng rào cho khu chuồng hổ. Anh còn đi khuân đá cuội dưới suối lên, xếp thành một cái hang, trên phủ cỏ xanh. Anh muốn cho con hổ làm quen với cuộc sống như giống nòi của nó từng sống. Quả nhiên khi anh xếp đá thành hang xong, anh bảo con leng. Mày thử xem nơi ở mới có được không? Con leng chui vào ngay, và nó say trở trong đó một lúc rồi thò đầu ra ngoài Ánh mắt lấp lánh những tia sáng hài lòng Thích thú Làm chuồng xong Minh lại ra huyện tìm mua một chiếc máy phát điện Chạy sức nước Hiệu đồng phong của Trung Quốc Có công suất 75W Anh về đoạn suối chảy sau nhà Chọn một chỗ nước chảy dòng nhỏ nhưng xiết để làm đập Chỉ mất chưa đầy nửa ngày Là anh xếp đá cuội thành cái đập cao khoảng hơn 1 mét Rồi lấy một đoạn ống bương lớn Nối dòng chảy vào chiếc máy phát điện Kéo thêm hơn trăm mét dây từ suối về Thế là tối hôm đó Căn nhà ông Tài bừng sáng Bởi hai bóng đèn điện 30W Ánh sáng của hai bóng điện Làm căn nhà ông Tài rực rỡ hẳn lên Và đứng từ cuối bàn đã thấy Ngày hôm sau Bà con nô nước đến xem Lý Pở Minh mang cái điện về cho ông Tài Có điện mà lại thắp sáng thoải mái Không lo bị tắt Nên Minh lại ra huyện mua cho bố Chiếc đài bàn dẫn loại lớn Chiếc đài mang nhãn hiệu Xiamao của Trung Quốc Loại này vừa chạy điện Vừa chạy pin Nhưng khi mang đài về Mình thất vọng Vì sóng của đài tiếng nói Việt Nam đến với vùng này yếu quá Bập bõm Tiếng được tiếng mất Rồi lại rú rít Nghe như cả tay Trong khi đó đài Trung Quốc Đài Lào Đài tiếng mông nghe rõ mồn một Từ hôm có Minh về Căn nhà như ấm lên tuế nào căn nhà cũng đầy áp khách Họ hàng tới chơi thì trả bàn Nhưng nhiều hơn cả là anh em cán bộ xã Cán bộ kiểm lâm và các cô gái trong bàn Với người dân bản môn Lý Pở Minh là một chàng trai mẫu mực Mọi người được nghe kể nhiều Về các vụ án hình sự mà Minh có công phá Nhưng mọi người quý anh Là bởi vì anh hiếu thảo Lại không rượu chè say xưa như nhiều thanh niên khác ở bàn Ngay cán bộ xã Cũng có không hiếm người hệ cứ có chén rượu vào Là biến thành con người khác các cô gái ở bản nhiều người phải lòng Minh đến khốn khổ, thậm chí có lúc cần người giúp đỡ, ông Tài không bao giờ dám nhờ đám con gái, vì chỉ nhờ một đứa nào thôi là ngay lập tức đã có lời đồn là con dâu ông Tài. Thật ra ông Tài cũng muốn Minh lấy vợ sớm cho nhà đỡ quạnh, nhưng Minh được đưa đi học văn hóa dưới Hà Nội từ năm mới 15 tuổi, rồi lại đi học công an, học xong vào cảnh sát cơ động, tăng cường cho biên giới mất gần 2 năm. Rồi khi về cảnh sát hình sự thì cũng đi suốt Ở Mường Môn Con gái lấy chồng từ rất sớm Thường là 18 tuổi đã về nhà chồng Đấy là sau này Chưa ngày xưa Nhiều cô chưa tới 20 tuổi mà đã có vài mặt con Cảnh học sinh đến lớp mà cõng theo con là chuyện thường tình Ở hầu hết các xã của Mường Báng Và các xã vùng cao của tỉnh Yên Hưng Còn với Minh Cũng nhiều lúc anh muốn lấy vợ ngay ở bàn Để có người đỡ đần chăm sóc bố nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy cũng khó ổn, vì anh công tác ngoài tỉnh, mỗi năm về nhà được vài ba lần, như thế thì cũng khổ vợ. Anh thấy một số cán bộ công an ở tỉnh có vợ ở xa, cuộc sống thật vất vả, nhất là những anh quê ở dưới xuôi. Thậm chí có người ở công an tỉnh, cách nhà có hai chục cây số mà có khi cả tháng trả về được một lần. Có anh từ lúc vợ có chửa đến lúc đẻ, còn biết lấy mới biết mặt con huống hồ từ tỉnh về nhà anh là hơn trăm cây số mà còn chưa có đường ô tô vào đến tận nơi làm công an nếu chỉ sống bằng lương thì cũng chỉ đủ nuôi thân mình còn nếu muốn khá thì không có cách nào khác là phải tìm cách ăn tiền mình biết quá nhiều cách kiếm tiền bất chính của anh em các đơn vị cảnh sát giao thông hình sự kinh tế an ninh cửa khẩu được chứng kiến đủ cái mặt trái lẫn mặt phải của nghề công an làm lúc mình thấy muốn bỏ nghề điều làm minh sợ nhất là không ít cán bộ công an bình thường nói rất hay và luôn luôn khuyên gian cấp dưới là phải sống tốt phải liêm chính phải vì dân phải thế nọ phải thế kia toàn những lời tốt đẹp nhưng đằng sau những lời nói đó thì lại là những mưu mô manh khoai kiếm tiền cũng đã có người bảo minh muốn kiếm tiền thì đừng có bảo công an với minh anh chưa bao giờ nghĩ vào công an để có đồng lương cao anh vào công an như thể chính người công an chọn anh Chứ không phải anh chọn Có một điều mà làm Lý Bở Minh ảnh này không yên Ấy là khi anh nhìn thấy con len hung hăng săn đuổi những con trồn, con thỏ hay những con lợn cỏ mà ông Tài bẫy được ngoài rừng đem về. Đang hiền lành ngoan ngoãn như thế, nhưng thoát cái, nó trở nên hung dữ, mạnh mẽ và quyết đoán. Cái hang mình làm cho nó, nhưng khi một con trồn chui vào đó, vậy là nó phá tung cái hang, Hất văng những khúc gỗ dựng làm nóc Lấy chân gạt bay những hòn đá cuội Con lợn cỏ nặng hơn chục cân Vậy mà nó tát một phát Làm con lợn quăng đi có đến ba chục mét Đập đầu bà hàng rào chết ngay Mà con leo lúc này mới chỉ nặng chưa đầy năm chục cân Không hiểu khi nó nặng cả tạ Thì sức mạnh của nó còn đến mức nào Một tối anh nói với bố về nỗi lo lắng của mình và bảo Hay con thử sinh nó lại nhé Nó bây giờ còn nhỏ phải tập xích cho quen ông tài gật đầu con thử xem bố chỉ sợ nó phá thôi ừ lại ra bố phải xích nó khi còn đang bú bây giờ lớn thế này xem ra không dễ đâu hôm sau ông tài và con Lách lại đi nương ở nhà còn minh với lũ hổ gấu khỉ minh lấy tầm da trâu mà ông tài treo gác bếp từ thủa nào mang xuống chọn đoạn dày nhất làm cái vòng cổ cho con lèng anh phải phá một cái thắt lưng cũ để lấy bổ khóa. Làm xong anh gọi con Lang vào, treo vào cổ nó. Lúc đầu con Lang cũng có vẻ khó chịu, nhưng rồi thấy cái vòng chả ảnh hưởng gì lắm, nên nó cũng có thái độ bằng lòng. Minh lại cắt một đoạn da trâu dài khoảng hơn 2 mét, làm dây và buộc vào cổ con Lang, rồi lôi nó ra gốc đào. Con Lang chợt cảm thấy nguy hiểm vì từ bé đến giờ, nó luôn được vỗ về, âu yếm, Nay lại bị buộc cổ và bị lôi đi một cách phũ phàng. Nó vùng vẫy, cong người lại. Bốn bàn chân xòe hết các vuốt như bấu chặt vào nền đất để cưỡng lại sức kéo của mình. Vừa kéo nó mình vừa rũ rành. Nào, đừng sợ lang, ta không làm gì mày đâu. Ta buộc thử mày vào đây cho quen thôi mà. Nhưng lúc này thì con lang không còn nghe thấy gì nữa. Nó phải tìm cách thoát ra. Cưỡng lại thì không được bởi sức kéo của mình quá khỏe và trong khoảnh khắc, con leng đã tìm ra cách. Đang cố sức chống lại Minh thì bất ngờ nó buông lỏng người, nhảy về phía Minh làm anh mất đà ngã ngửa. Con leng nhảy vọt lên, cả thân hình nó phủ lên người Minh, miệng nó ngoác ra như sắp đớp vào cổ họng anh. Minh vội giơ tay lên cản và kêu lên. "Leng, tao đây mà." Tiếng gọi leng như tia chớp xe sách màn đêm. Con leng chợt bừng tỉnh và khép miệng lại. Nhưng bàn chân trái của nó kịp tát vào vai mình Rồi nó nhảy vào ra xa Và vùng vằng với sợi dây da trâu Cú tát tuy nhẹ Nhưng cũng khiến chiếc áo cảnh sát bị xé toang Và vai mình bị toạc ba đường vướt cào Màu tứa ra Mình cố chấn tĩnh Anh nén đau Ngồi dựa lưng vào gốc đào Và cứ để máu chảy Anh gọi tha thiết Lèng, lại đây nào Tao xin lỗi mày Tao làm mày sợ nào Leng, lại đây Còn Leng cũng đã bình tĩnh lại Nó lừ lừ lại gần mình, Nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa phải Ánh mắt nó nhìn Minh vừa gườm gườm Và pha chút ngạc nhiên Nó không hiểu nổi rằng Tại sao con người này đang rất yêu quý nó Và nó cũng đang rất thích được người này yêu thương Nay lại dở mặt nhanh như thế Tại sao lại định buộc nó Vào gốc cây đảo kia Người này là bạn, là ông chủ hay là kẻ thù mình cũng nhìn như xoáy vào mắt con leng ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn bã thất vọng và pha chút ân hận anh nói nhẹ nhàng leng lại đây tao tháo dây cho mày nói xong anh đứng lên cô nén đau anh đi chậm rãi về phía con leng nó vẫn đứng im nhìn anh bằng cặp mắt cảnh giác cao độ mình nhích dần nhích dần về nó hai tay anh dơ ra và nói thầm thì Tao xin lỗi mày rồi mà Sao mày giận dai thế Nào để tao tháo vòng ở cổ cho Khi anh gần chạm được vào lang Thì nó đã ngửi thấy mùi máu Ánh mắt nó sáng rực lên Khi ngửi thấy mùi máu tanh tanh Mùi máu như đánh thức bản năng Săn mồi của nó thức dậy Chả lẽ con người đang ngồi kia Lại là con mồi của nó hay sao Không phải Mới lúc trước nó vẫn còn được đùa Vẫn còn được nhận những cái vuốt ve ô yếm vẫn còn được nghe những lời nói dịu dàng lắm kia mà Nó gửi lên một tiếng nhỏ Rồi đi vòng quanh mình Sợi dây da trâu bị nó kéo vướng vào chân mình Nhưng anh không cúi xuống nhặt Mà Minh ngồi xuống Anh lấy tay vuốt máu trên vai Rồi chìa bàn tay ướt máu về phía nó Con Len ngạc nhiên quá Sao lại thế này Sao mình làm anh ta bị thương Máu me bê bế bết thế kia Mà anh ta lại bình thản thế Sao anh ta vẫn nói rất nhẹ nhàng với mình. Nhưng mùi máu khiến con len không cưỡng lại được thèm muốn. Nó đứng im để mình lết lại gần và chia bàn tay ướt máu vào miệng nó. Con len dù rè thè lưỡi liếm. Mình vẫn nói thầm thì. Tiền sư bố mày, nào liếm cho sạch máu đi, cho nhớ mùi máu của tao nhé. Tao biết giống hổ chúng mày nhớ mùi máu dai lắm. Rồi mình đưa bàn tay kia xoa đầu con len và gãi gãi vào mang tay nó. Thấy nó vẫn đứng im Minh dùng một tay nhẹ nhàng tháo chiếc khóa vòng cổ Rồi anh cầm chiếc vòng ném ra xa Chiếc vòng vừa rời khỏi cổ Thì con len như bừng tỉnh À Hòa ra không phải người này ác gì với mình Không phải là kẻ thù Một nỗi ân hận vì cú tát của mình Bao trùm toàn bộ suy nghĩ của nó Nó biểu lộ sự ân hận Bằng cách lại dụi đầu vào ngực mình Anh ôm đầu nó vào lòng Mày liếm vết thương cho tao đi Nghe nói nước giải hổ sát trùng mạnh lắm Lần sau mày đừng có như thế nữa nhé Còn Lan liếm vào vết thương của anh Một cách chậm chạp và nhẹ nhàng Quả nhiên vết thương đang dỉ máu Đã trắng bẩy ra Và cầm máu ngay Còn Minh Anh không cảm thấy đau rát nữa Và cứ như có liều thuốc tê đang ngấm vào vết thương Vừa lúc ấy Ông Tài và con lếch về Con Lan không tung tăng ra đón như mọi khi Mà nó lủi ngay vào gậm giường của mình thái độ của nó khiến ông tài ngạc nhiên. ông hỏi mình, nó làm sao thế? mình quay lưng lại cho ông tài xem vết thương và bào. nó vừa tát con đấy. ông tài giật bắn người. sao? tại sao nó tát con? con định buộc nó vào gốc đào cho quen, ai ngờ nó nổi cáu. nhưng con và nó làm lành rồi. nó vừa liếm vết thương cho con đấy. ông tài tái mặt. Sao còn dại thế Việc này muốn làm được Là phải làm hết sức từ 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 bé đến giờ nó có quen bị trói bị xích đâu Chắc là con buộc dây vào cổ nó Rồi con kéo phải không Mình cười ngượng ngập Vâng Con cũng cứ nghĩ nó như con chó Ai ngờ nó nhảy bổ vào con Nhưng mà nó cũng khôn thật Lúc nó định đớp vào cổ con Thì con quát len Thế là nó thôi Ông tài thở dài Mày cho con đấy Nó còn đang nhỏ Chứ nếu nó lớn một chút Mà người thấy hơi máu có khi nó sẽ con ra rồi Còn chó con muốn xích nó vào Cũng phải mất vài ngày Hướng hổ đây là con hổ Mà cũng đừng nghĩ đến chuyện xích nó nữa Bố đang muốn nó càng hoang dã càng tốt Bố mong muốn con hổ này khi thả về rừng Thì nó đích thực là con hổ của rừng Nhưng nó sẽ không quên được ngôi nhà này Không quên được bố và con Và cả con lếch nữa Ngày mai bố con mình cho nó ra nương xem sao Rồi ông tài vào nhà Lấy một nắm lông nhím ra đốt ra lấy cho Ông rắc cho lông nhím lên vết thương của mình Ông dặn Nhớ kiêng nước lấy hai ngày Mình thắc mắc Con nghe người ta nói rằng Hổ là giống ăn thịt Cho nên nước dãi của nó rất độc Con vật nào mà bị nó liếm vào vết thương Là cứ lở loét ra mà chết Mà chính nó khi liếm vết thương của nó Sẽ gây nhiễm trùng ông tài lắc đầu đấy là những người không hiểu biết mới nói thế các loài vật đều có khả năng tự chữa lành vết thương của mình mà một trong những thứ hiệu nghiệm nhất để chữa là từ nước bọt minh trần nghĩ đến ánh mắt của con leng khi nó ngửi thấy mùi máu khiến anh cũng cảm thấy sợ hãi kể cũng nguy hiểm thật khi nó ngửi thấy mùi máu ở vai con mắt nó sáng rực lên cứ nghĩ lúc đấy nó sẽ nhảy vào ăn thịt con luôn ông tài gật đầu đúng là may đây. Bố nghe nói ở nước ngoài có những diễn viên dạy siếc thú bị lũ hổ ăn thịt ngay ngoài sân khấu. Nó là con thú mình nuôi nó từ bé, nhỏ thì nó như con chó con mèo, nhưng khi nó lớn lên cũng phải hết sức cảnh giác. Sáng hôm sau, ông tài và Minh cùng con lách, con làng đi ra nương ngô. Lần đầu tiên được đi ra nhà một chút, con làng thích lắm. Đang đi thỉnh thoảng nó lại phóng thẳng lên phía trước, rồi lại ngồi chờ. Nó quần quýt quanh ông Tài và mình Cái đuôi ve vẩy liên tục Nhìn thái độ của nó thì rõ ràng nó đang hết sức khoái trí Đến nương ngô Ông Tài cho nó đi quanh một vòng Rồi dẫn nó vào tròi canh ngô và kho chứa ngô Như để cho nó nhận biết làm quen Rồi ông bảo con lấy Ông cho mày đưa nó đi chơi Nhưng nhớ không được đi xa đấy Khi nào ông gọi thì phải về Nói rồi Ông Tài lấy trên kho ngô ra một chiếc tù và bằng sừng bò rừng Ông rút lên một hồi dài Tiếng tù và trầm ấm vang xa lan khắp núi rừng Ông thổi liền ba hơi như để cho con len nhận biết Con lếch thì quá quen thuộc với tiếng tù và này Những lần đi nương trước Nếu nó đi chơi xa Chỉ cần nghe tiếng tù và là nó cong đuôi chạy về Ông Tài kéo con lếch vào lòng dặn dò Mày đưa nó đi nhưng nhớ đi nhé Hệ nghe tiếng ông gọi là phải về ngay và nếu có gặp người thì phải tránh Còn lấy ngước cặp mắt long lành Đen lấy như hạt nhãn nhìn ông dám chừng như đã hiểu ý Rồi nó sủa lên một tiếng rồi gọi con Lang đi chơi Xung quanh nương ngô là một cánh đồng cỏ thưa Và một cánh đồng cỏ chanh Ở đó chỉ có những cây rẻ cằn cỗi và những bụi tre gai Lúc đầu con Lang lan ra bãi cỏ để mặc cho mẹ nuôi vần như khúc gỗ Nhưng rồi chỉ được một lát Nó bỗng thấy từ trong hơi đất của rừng như có cái gì đang tỏa ra rồi từ trong tiếng gió của rừng có những âm thanh gì đó đang vẫy gọi nó bắt đầu đi khám phá xung quanh và chỉ một lát khứu giác tuyệt vời của nó đã đánh hơi được một mùi vật lạ nó lẩn theo mùi đó và đến một cái hang nhỏ nằm trong núi tre gai một con nhím từ đầu cung cúc chạy về con lèng nhảy sổ ra chặn đường con nhím rúm lại nhưng rồi nó lại rủ những cái lông nhọn hoắt lên con lèng xông vào bất thình lình con nhìn phóng ra những chiếc lông nhọn Và có hai cái cắm luôn vào môi trên của con lèng. Bị cú đòn khá bất ngờ Con lèng vùng bỏ chạy Con Lêch nhìn thấy cảnh đấy Và trong lòng nó trở thấy khoái chí. Cho mày biết nhé Mày tưởng mày là hổ mà không ai làm gì được mày à Lần sau trông thấy những con này Thì phải tránh xa ra Rồi con lèng nhớ đến những hình ảnh Con rắn hổ mang chúa dài 2 đến 3 mét Thần to như gốc ống tre Vươn cao Mang bảnh ra và phun nọc độc phì phì. Gặp những con rắn đấy mà con này lại đùa với nó thì khéo nó mổ chết. Con lang đến gần mẹ nuôi. Hai cái lông nhím vẫn cắm ở miệng. Con lếch nhìn con lang với ánh mắt thương hại. Và nó cắn những chiếc lông nhím nhổ ra. Màu ứa ra, con lếch dịu dàng liềm máu cho con. Chỉ một lát cơn đau đã dịu đi. Nhưng môi trên của con lang đã bị sưng lên một chút. Con lếch dẫn con lang đi lùng sục xung quanh và lần này chúng tóm được một con thỏ rừng. con lèng nhai nhìn ngấu con thỏ, còn con lếch nằm bên cạnh chăm chú nhìn. bỗng nhiên chúng nghe từ xa có tiếng tủ và vang vẳng đấy. con lếch bật dậy và đớp vào chân con lèng ra lệnh phải quay về. con lèng vẫn cố gắng ăn nốt con thỏ, rồi theo mẹ chạy về hướng tủ và nhìn thấy con lèng chạy về mồm bê bết máu, ông tài ngạc nhiên. ơ, nó kiếm được cái gì ăn thế này? Có mấy sợi lông vàng nhạt bám ở mép con len Ông tài nhặt ra xem rồi bảo À Nó bắt được thỏ rừng Mày giỏi lắm len ạ à. Lần đầu đi với ông vào rừng Mà mày bắt được thỏ rừng Thế là tốt rồi Giỏi lắm ơ sao mép mày lại bị thế này Có vết thương sưng lên Ông quay sang bảo con lếch Mày trông con thế à Con lếch vẫn ngoe ngoẩy đuôi vui vẻ Ông tài sờ kỹ vết thương rồi nói với mình Vết này là vết bị lông nhím đâm đây Được Cho mày bị một lần Lần sau trông thấy thì tránh xa ra Rồi ông mắng con lếch Mày nhìn thấy con đến gần con nhím Thì phải ngăn nó chứ Lần sau mà để nó bị thương như vậy là ông đánh đòn đấy Rồi ông lại bảo con lếch Mày dẫn con len ra suối kiếm cá về đây Hiểu ý ông tài Con lếch lại lôi con len đi ra suối Nhanh suối này nằm ở nơi rất heo hút cho nên cá nhiều vô kể Mọi lần đi nương Ông Tài muốn kiếm cá ăn Thì ông chỉ cần ông có một tay lưới bén dài khoảng 30 mét Ông mang chặn ngang suối rồi lấy đá ném Đàn cá hoảng sợ chạy là mắc vào lưới bén Khoảng 10 phút Cá mắc lưới nhiều vô kể Chỉ việc gỡ mang về Mùa này nước lũ đã hết Dòng suối đã cạn nhiều Nhưng ở chỗ vụng sâu cá vẫn rất nhiều Đứng ở trên nhìn xuống những đàn cá bơi như thể người ta nuôi ở trong ao, trong hồ, trong bể. Từ xưa người dân mường môn đã biết giữ rừng giữ suối. Mà cách giữ tốt nhất là không quá tham lam. Cá suối rất nhiều, nhưng không bao giờ họ đánh bắt theo kiểu tận diệt. Cần ăn bao nhiêu đánh bắt bấy nhiêu. Nhà nào muốn có cá nướng thì cũng chỉ kiếm chục cân cá về treo gác bếp. Sở dĩ những con suối ở đầu nguồn này nhiều cá, vì người dân cũng chẳng đánh cá mang đi đâu được. Và người dân cũng biết ăn bữa nay thì còn bữa mai Cho nên vào mùa cá đẻ tháng 4 tháng 5 Là người dân không đi bắt cá Con lếch dẫn con len ra bờ suối Con lếch thì ngồi trồm trỗm ở trên một tảng đá nhìn xuống Và hệ thấy một con cá nào làng vàng đến vào đúng tầm vồ Là nó lao bổ xuống Vài ba lần mới được một con Con len thì bắt cá kiểu khác Nằm dầm mình dưới nước Mồm nó há ngoác ra Khi có con cá nào đến gần là nó đớp luôn chỉ khoảng nửa giờ cả con len và con lếch đã bắt được cả chục con cá Mà chủ yếu là cá hốc Một loại cá mình tròn giống cá chấm Áng chừng số cá đã nhiều Con len con lếch chọn hai con to nhất rồi cảm chạy về Nhìn hai con vật mang cá về Ông Tài bảo mình Con thấy không? Chúng nó kiếm cái ăn giỏi đi chứ Mình bật cười bảo Đúng là hai con này khôn như người Còn lấy cả núng quần kéo mình đi Ông Tài bảo Chúng nó bắt được nhiều đấy Con ra mang về đi Mình đi theo chúng ra bờ suối Và chú mắt ra khi thấy đống cá chúng bắt được trong hốc đá Mình cắt một đoạn dây rừng rồi sâu đống cá về Ông Tài làm sạch cá Rồi cho vào một đoạn ống bương Sóc thêm ít muối rồi đặt lên bếp lửa Ông cũng làm thêm hai ống cơm làm Rồi ông lại lấy một ống bương nữa Bỏ vào đấy mấy con cá Lấy hai quả sổ và mấy quả vả kèm thêm ít muối. Thế là có một nồi canh chua. Chừng một tiếng sau, bữa cơm đã nấu xong. Ông Tài lại chặt một đoạn bương bạt đi. Rồi ông đổ cá ra đấy cùng với cơm lam. Ông cũng vạt một miếng tre làm thìa và vót tạm hai đôi đũa. Hai bố con ngồi ăn cơm ở dưới gốc cây sổ. Con lếch và con lang thì nằm bên cạnh. Thỉnh thoảng Minh lại nắm một nắm xôi dí vào mồm con lang. Nó ăn với vẻ miễn cưỡng, chẳng thích thú gì. Anh bẻ một đầu cá nấu chín đưa nó Thì nó dứt khoát không ăn Đang ăn cơm chợt ông Tài bảo Mùa xuân sang năm Bố sẽ đưa nó lên mỏ muối Cho nó quen Mà có khi vài ba hôm nữa con đi với bố lên đấy Con dựng sẵn cho bố một cái tròi Mình hỏi Ngày xưa bố với các nhân viên kiểm lâm hay ra mỏ muối đếm thú Thì bây giờ có còn đếm nữa không? Ông Tài lắc đầu Mấy năm nay có ai đi đếm thú nữa đâu. Chúng nó giờ báo cáo láo là rừng vẫn còn thú. Mỏ muối hôm nay vẫn về. Nhưng có đứa nào ra đâu. Năm ngoái bố có ra một lần, nhưng ít lắm. Hổ thì không thấy con nào. Nai, hoãng, trâu rừng, bò rừng. Mọi thứ không quá năm chục con. Vòi thì càng không thấy nữa. Cứ cái đà này, vài năm nữa rừng mường báng sẽ là rừng chết. Còn rừng mường môn thì đã hết thú từ lâu rồi Nếu có cũng chỉ còn vài con hoãng Rồi lũ trồn, lũ cáo Ngay cả chó sói lửa trước đây rất nhiều Vào mùa này chúng nó mò vào tận bàn để bắt gà thịt Thậm chí chúng nó giết cả bò Nhưng bây giờ cũng đi đâu hết cả Minh nói thêm Con học ở dưới Hà Nội Đọc báo mà thấy bảo con địa ở ao hồ cũng còn hết Địa mà không sống được Thì còn lại gì sống được đây ông tài như chợt nhớ ra mà lạ thật hồi tháng trước bố thấy người ở ngoài thị trấn mường bán đua nhau vào khu đầm lầy đi bắt đỉa bán cho trung quốc không biết cái bọn tàu mua đỉa về làm gì nhỉ ngày xưa chúng nó mua sừng trâu sừng bò thì bảo rằng chúng nó âm mưu phá hoại kinh tế để bà con giết châu bò lấy sừng không có sức kéo rồi nó mua cả phong lan thì cũng lại bảo rằng để cho bà con đi phá rừng lấy phong lan bây giờ nó mua cả đỉa cả run Nghe nói ở ngoài thị trấn Có một thằng kỹ sư nông nghiệp Nó chỉ có nuôi run bán cho Trung Quốc Mà kiếm được đủ tiền xây nhà Lạ thật Minh nói luôn Hôm nọ ở ngoài tỉnh Lãnh đạo bộ công an về cùng với tỉnh Bàn về việc phải cho mở lại chợ đường biên Trước đây chúng ta cứ duy ý chí Ngăn sông cấm chợ Nhưng nào có hiệu quả gì đâu Hàng hóa thì vốn là những thứ nó như có chân Tự khắc biết chạy biết bò đến nơi người cần trong lúc mình thì thiếu thốn đủ mọi thứ Hàng bên Trung Quốc thì lại sẵn Không cho mở chợ lại đi buôn lậu Rồi công an lại đi bắt bớ Mà bắt lại toàn những người nghèo Đến khổ Hôm nọ con ra chợ tìm mua máy phát điện Đông Phong Mà phải nhờ anh em cảnh sát ở huyện đi lùng mới được Hóa ra họ rất nhiều phích nước Chăn con công rất sẵn Nhưng vì mình không quen Nên chẳng ai bán cho cả Ông Tài gật gù Bố cũng thấy chủ trương ngày xưa sau chiến tranh đưa dân về tuyến 2 là không ổn. Mình đưa về tuyến 2 thế là hóa ra mình sợ thằng Tàu. Không có dân bảo vệ ở tuyến 1, bộ đội thì không đủ lực lượng. Thế là chúng nó đào cột mốc, mang cám sâu vào trong đất mình. Nhưng thôi, bây giờ đã có lại chủ trương đưa lại dân lên tuyến 1. Bố nghĩ rằng thế là tốt, cho mở chợ đường biên nữa cũng tốt. Nhiều thứ bên này mình ăn không hết, bán không được, cho không ai lấy, thì bên kia họ lại cần. Trong khi mình ở đây thiếu từ cái quần cái áo, thiếu từ cái chăn cái màn, rồi đến bộ ấm chén, phích nước. Chiều hôm đấy, con lách lại dẫn con lang đi tham thính quanh khu nương. Con lang lại vồ được một con rúi, và nó cũng nhai ngoéo ngay. Cả hai con vui chân cứ thế ngược dòng suối đi lên phía trên. Bỗng đang đi, con lang dừng phát lại. Mụi nó ngửi thấy ở đâu đó có một cái mùi giống mùi đồng loại. Thầy nó dừng lại chăm chú Và hai cánh mũi nở phồng lên hít lấy hít để Còn lấy cũng làm theo Và nó nhận ra ngay đó là mùi nước đái hồ Nhưng mùi nước đái hồ còn rất nhạt Có nghĩa là con hồ này đã có mặt ở đây từ vài ngày trước Mùi nước đái của đồng loại Khiến toàn thân con leng như căng ra Nó lấc láo nhìn quanh Và không hiểu rằng đồng loại của nó đang lẩn khuất quanh đây là như thế nào Bất giác nó gầm lên một tiếng Và thật kỳ lạ Tiếng gầm của nó bây giờ đầy uy lực Dũng mãnh Và không còn một chút gì là của một con hổ đang lớn Ông Tài đang buộc ngô treo lên sàn trong kho Nghe tiếng hổ gầm Ông sững sờ và gọi mình Mình ơi Con nghe thấy gì không Có, có Có tiếng hổ gầm Có phải tiếng con len không bố Ông Tài thắc mắc Con len làm sao gầm được như vậy Chả lẽ ở đây có một con hổ nữa à Ông Tài vội giật mình Và lấy chiếc tù và rút lên ba hồi Ông bảo mình Phải gọi nó về ngay Nếu như ở đây có một con hổ khác Thì có khi nó giết chết con lèng đấy Con lèng lại gầm lên một tiếng nữa Như thể muốn báo với muôn loài rằng Ta là hổ đây Tên ta là lèng Ta đang có mặt ở đây Và từ nay vùng rừng này là của ta Tiếng gầm của con lèng cộng với ánh mắt như sáng bừng lên của nó đã khiến ông tài ngộ ra một điều rằng nó đích thị là của rừng khi thiêng của rừng núi tâm linh của giống hồ đã ngấm vào nó đang đánh thức sức mạnh bản ngã làm nó trở nên sinh động mạnh mẽ và tưởng như từng sợi lông trên mình nó cũng đang bừng lên một sức sống mới mình cũng nhận ra được sự thay đổi trên cái mặt của con leng buổi tối ngồi ăn cơm mình nói với bố bố ạ à, con lang mới được đi nương có một buổi mà con thấy nó lạ quá Thần thái nó khác hẳn Ông Tài trầm ngâm Bố cũng thấy thế Bố rất mừng Nếu nói như vậy Sau này thả nó về rừng sẽ dễ Nhưng muốn biết nó thế nào Ngày mai sẽ thử Đêm hôm đó Ông Tài không cho con Lang vào nhà ngủ dưới gầm giường như mọi khi nữa Mà ông cho nó ra chuồng Con Lang chưa vào cái hang mình mới làm cho và nằm gặm nhấm niềm vui mới có được từ khi đi ra nương. Bỗng dưng nó thấy cái khu chuồng này chật trội quá, tù túng quá. Đêm hôm đó, nó nằm ngủ mà không yên giấc. Nó mơ thấy được chạy trên những cánh rừng rộng mênh mông. Nó mơ thấy được đuổi theo những con thú ăn cỏ. Giấc ngủ đến với nó chập chờn, chập chờn và nó chỉ mong trời chóng sáng để lại được theo ông tài gia nương. Khi phương đông ửng hồng màu mang cá, thì con Leng đã chui ra khỏi hang. Nó đã ngửi thấy mùi cơm nếp thơm ngậy tỏa ra và mùi cá nướng thơm thơm khen khét. Nó biết rất rõ rằng sáng nào đi nương ông tài cũng dậy từ rất sớm để nấu cơm, nướng cá hoặc nướng lạp sườn làm theo kiểu của người Thái. Nó cào chân vào cửa để gọi ông tài, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Nó đang lấy làm lạ vì thái độ lạnh lùng đến khó hiểu của ông tài hôm nay. Nó cũng đã có không ít lần phải ra ngủ ngoài chuồng Nhưng nó cũng biết rõ là ông Tài không muốn như vậy Ông Tài muốn nó nằm dưới chân giường Trên cái nùn rơm mà ông bệnh cho nó Có đêm ông còn dậy và vuốt ve nó Những lúc ấy nó cũng rất muốn được làm nụng ông Tài Bằng cách rụi đầu vào tay ông Nhưng nó cố nén tình cảm và làm như ngủ rất say Để rồi nghe tiếng ông Tài mắng yêu Trả tiền sư bố con làng này Ngủ say quá Say như chó con say sữa nó cũng rất thích được nằm trên cái nùn rơm ấy Và nghe tiếng ông Tài ngáy nhẹ nhẹ Rồi hơi người ông tỏa ra ấm áp Ở gần ông Bao giờ nó cũng thấy yên tâm Không phải suy nghĩ Không phải cảnh giác Không phải lo lắng bất cứ điều gì Mọi lần khi nó ngủ ngoài chuồng Sáng dậy Việc đầu tiên là ông Tài mở cửa chuồng cho nó ra Nó sẽ nhảy cưỡng lên quanh ông Rồi vào nằm cạnh bếp lửa Lặng lẽ theo dõi ông nấu cơm và có khi nó thiếp đi một giấc nữa Giấc ngủ nướng đến với nó bao giờ cũng rất sâu Hôm nay chờ mãi không thấy ông Tài mở cửa Cũng không thấy mẹ nuôi nó đâu Nó đang thắc mắc về cái sự lạ lùng này thì ông Tài ra Ông bảo nó Hôm nay mẹ ở nhà nhé Ông và con lích đi nương Chiều về Nói xong ông Tài đi luôn Con len cuống quýt Nó rít lên cầu khẩn hai chân trước bám vào cánh cổng cào như muốn xé toang những tấm gỗ dày ra. Rồi nó nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân ông Tài và Minh, tiếng chân con lếch đi xa dần. Nó chợt gầm lên. Tiếng gầm của nó chứa đựng sự uất ức vì phải nằm nhà. Và ẩn sâu trong tiếng gầm ấy, tiếng van này, tiếng gọi thà thiết. Tiếng gầm của nó vang xa, đụng vào núi, vọng lại âm âm. Con lếch cũng không hiểu tại sao hôm nay ông Tài lại lạnh lùng với con leng như thế, đã mấy lần nói dụi đầu vào ống quần ông rồi nhìn ông bằng cặp mắt như muốn nói ông ơi sao không cho leng đi ông tài biết tình cảm của con lêch và hiểu cách nó nói nhưng ông vẫn cố lở đi con lêch buồn bã đi theo ông nhưng thi thoảng nó vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau ông tài hiểu tất cả những gì mà con leng gửi vào tiếng gầm ấy ông mỉm cười bảo mình còn nghe tiếng nó gọi không mình gật đầu Chắc nó buồn lắm đấy Bố cho nó theo đi Ông Tài gật đầu Mọi lần nó không thế đâu Nhưng hôm qua được đi ra nương Nó đã thay đổi khá nhiều rồi Bây giờ thì khó có thể bắt nó ở nhà một mình Còn chạy về mở cho nó đi theo Mình chạy ngay về Còn Lê cũng tông tả chạy theo Và khi về đến gần nhà nó sủa váng lên Còn leng Lê đang nằm buồn bã thì nghe tiếng chân chó chạy gấp gáp rồi lại nghe tiếng mẹ nuôi sổ vui mừng nó bật dậy như cái lò xo rồi lao ra cổng Trồm lên và rít cầu cứu minh mở cổng con làng nhảy bổ vào làm anh suýt ngã minh ôm lấy đầu nó không đùa mấy tí thôi nào lại đi lên nương nhé con làng chợt nhìn minh bằng ánh mắt hờn rỗi đã thế con ở nhà không đi nữa thử xem vắng con ông có buồn không nó lặng lặng quay vào Và rõ ràng là bộc lộ thái độ bất cần Minh hiểu ra ngay Anh dỗ dành À mày dỗi hả Tao và ông đùa tí thôi mà Từ nay ông đi đâu Mày theo đi nhé Gớm quá cũng biết hờn biết dỗi Lớn rồi Cư xử cho đàng hoàng đi nào Nghe giọng nói ấm áp ấy Con lèng thấy người người, Con lếch chạy đến Con đuôi con lèng lùi lại Ánh mắt con len sáng bừng lên Nó vội vàng chạy ra trước Thái độ của con len làm minh ngộ ra một điều Đúng là nó không còn là con hồ bình thường nữa Không còn là con thú như những con khác Mà nó đã là một phần cuộc sống của ông Tài Ra tới nương Con len thấy ông Tài đang ngồi hút thuốc lào Nó đến bên ông Ánh mắt nó lại nhìn ông như dò hỏi Tại sao hôm nay ông nhốt con ở nhà? ông tài pha khói thuốc lao vào mặt nó, khói thuốc làm nó suýt phát sặc. ông tài vỗ đầu nó. ông thử con đấy mà, ông biết con muốn đi nương lắm. từ nay ông sẽ cho con đi. ông muốn con phải quen với rừng, phải tự đi kiếm miếng ăn. ông sẽ để con về với rừng, khi nào ông thấy con đủ sức. mình kể cho ông tài về thái độ của con lành lúc nãy, rồi anh bảo. bố ạ. À, con thấy con leng và con Lêch này chẳng có gì là không hiểu Nó lại còn biết dỗ như trẻ con nữa Ông Tài gật đầu Thằng Phú Kiểm Lâm bảo rằng Kiếp trước bố là hổ Nên bây giờ rất hiểu giống hổ Nhưng bố thì lại nghĩ Kiếp trước con Lang con Lêch này là người Nên bây giờ chúng nó sống với bố cũng như người Bố thấy chẳng có điều gì bố nói mà chúng nó không hiểu Mình thắc mắc Nếu vậy làm sao con leng lại có thể ra bố được ông tài nói tự tin nó yêu thương bố nhưng nó sẽ yêu rừng hơn ông tài gọi con lêch lại ông bố vỗ nhẹ vào đầu nó lêch hôm nay ông cho phép mày đưa con leng đi chơi con đưa nó tới mấy nương sắn bỏ hoang thế nào cũng có bọn lợn cỏ về nhưng nhớ không được đi quá xa nghe tiếng ông gọi phải về ngay còn lêch chăm chú nghe từng lời nói của ông và từ trong cặp mắt đen láy như hạt nhãn lấp lánh những tia sáng như muốn nói. Con biết rồi, ông cứ yên tâm. Minh ngạc nhiên vô cùng, khi thấy bố dặn dò con chó với lời lẽ cứ như cấp trên khi giao việc cho cấp dưới. Nhận thấy vẻ thắc mắc của mình. ông Tài khẽ thở dài. Bố vẫn nói chuyện với chúng nó như thế mà, nó hiểu hết đấy, chỉ mỗi điều là nó không biết nói. Mình chợt nảy ra ý nghĩ muốn thử con lếch Anh bảo ông Tài Bố thử dặn nó kiếm cái ăn về xem sao Ông Tài mỉm cười Ông lại nói với con Lách Con và Lan Nếu săn được con lợn nào thì nhớ mang về đây một ít nhé Đừng cho con Lan ăn hết Con Lan ngoe nguẩy đuôi ra ý hiểu Rồi nó hất đầu ra lệnh cho con Lan đi theo Con Lan nhảy cẫng lên sung sướng Rồi con con chạy theo mẹ nuôi Cách nương ngô của ông Tài chừng hai cây số Có một nương sắn bỏ hoang nương sắn ấy vốn là của đội công tác cơ sở đồn biên phòng mường môn năm trước do tình hình lương thực cung cấp cho đồn khó khăn quá nên anh em cùng chi đoàn thanh niên xã mường môn đi khai hoang được hơn một hecta và trồng sắn nhưng do không có người trông nom nên khi sắn có củ là bị lợn kéo về phá hơn nữa đường từ tỉnh về huyện đã thông nên lương thực cung cấp cho đồn cũng đủ và những thửa dụng lúa nước ở gần đồn cũng được mùa cho nên anh em cũng quên luôn nương sắn đã có lần đồn trưởng bảo bà con cứ ra nương dựa sắn về Được ít nào hay ít đó Nhưng dân bản môn nhà nào cũng dư thừa sắn ngô Cho nên chả ai nghĩ đến nương sắn ấy Thế là nương trở thành nương hoang Còn lếch chả lạ gì nương sắn này Bởi nó đã mấy lần được đi theo ông Tài ra đây bẫy lợn cỏ và con rúi Vì thế nó chạy pham pham trên con đường mòn Đã bị cỏ danh che lấp Nhưng đến gần nương Nó đi chậm lại và hai tay vảnh lên đón những âm thanh lạ theo gió bay đến. Trong tiếng gió xì xào là có tiếng lũ lợn đang dùng móng ủi gốc sắn và có tiếng lũ lợn con chỉ trái chanh ăn. Và cũng ngay tức khắc, khứu giác của nó đã phát hiện ra mùi hôi hôi của lũ lợn. Nó biết rằng ở nương sắn đang có một gia đình nhà lợn hoành hành. Hờm, bọn lợn này hẳn đang khoai chi lắm đây. Chúng được thoải mái phá phách mà không sợ bị xua đuổi, bị những tay nỏ tay súng rình rập gần đến nương sắn Con lếch nằm ẹp xuống Và bò ngực chiều gió Con lèng thấy mẹ nuôi như vậy Thì nó cũng bắt trước Nhưng nó không bò mà chỉ cúi rạp xuống Chúng bò tới sát nương Và nhìn thấy có một con lợn sề nặng có đến gần trăm cân Hai chiếc răng nanh Từ hàm dưới cong vòng lên Hệt như hai chiếc ngả voi thu nhỏ Con lợn được thì nhỏ hơn Đang hùng hục ủi sắn Còn con lợn sề dáng chừng đã ăn no nên nằm ở oài nhìn lũ con mới được khoảng hai tháng tuổi đang chơi đùa. Con lèng nhấp nhồm định xông vào con lợn đực Nhưng con lếch ra hiểu cho nó nằm im Bản năng săn mồi của nó mách bảo đừng tham tấn công vào mụ lợn xề và gã lợn đực kia Nó thì chắc chắn không thể là đối thủ của vợ chồng nhà lợn kia Còn con lèng Tuy là hổ Nhưng chưa đủ sức mạnh Uy lực để thắng áp đảo chúng Cho nên phải biết lượng sức mình Nhìn ánh mắt sốt ruột của con lèng Con lếch cũng muốn để hai con lợn kia dạy cho nó một bài học nó biết nếu con len sông vào Hai con lợn kia hợp lực lại Thì chắc chắn thất bại là thuộc về con len Và chưa biết chừng Chiếc răng nanh Cùng với cú đớp có sức mạnh Chẳng kém gì loài hổ Sẽ gây cho con len thương tích Mà nếu để con len làm sao Chắc chắn ông Tài sẽ không để nó yên Con len hào hức muốn xông vào con lợn đực Nó thấy sức nó tấn công con lợn đực là vừa phải Vì con này chỉ nặng ngang nó Nghĩa là khoảng hơn 50 cân nhưng khi nhìn thấy răng nanh mụ lợn xề thì nó thấy ngại ngại. Nó nhớ tới một lần đã bị một mụ lợn xề ở bàn đớp cho một miếng trí tử. Nghĩ tới đó, tự nhiên nó thấy cần phải thận trọng và tính toán kỹ lưỡng. Nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy nên tấn công lũ lợn con kia là hơn. Bọn lợn con này đang độ ngon thịt, và dĩ nhiên là chúng không thể biết chống trả. Nhưng làm thế nào để tránh được bố mẹ chúng, thì đó lại là chuyện không đơn giản con leng đưa mắt nhìn mẹ nuôi như dò hỏi thấy ánh mắt đó con lêch rất hài lòng và yên tâm hơn vì biết con lang đã có suy nghĩ thận trọng nó đã nghĩ ra cách tấn công lũ lợn và quyết định phải xua hai con bố mẹ tập trung vào đàn con nó sẽ làm nhiệm vụ xua đuổi mũ lợn dày và gã lợn đực còn con leng sẽ vồ lũ lợn con như thế vừa đảm bảo an toàn vừa có khả năng thắng lũ lợn con chạy khá nhanh và một khi chúng chạy được vào rừng thì coi như thoát bởi rừng cây rậm rạp chúng chui luồn tốt hơn con lếch và con lèng muốn vậy phải chặn đường thoát của chúng vào rừng con lếch quan sát kỹ và nhận ra lối bọn chúng từ rừng kéo vào nương sắn chúng vào đường nào thì sẽ chạy ra đường đó quy luật của lũ lợn là vậy và khi có động lũ lợn con bao giờ cũng chạy trước còn con bố và mẹ chạy sau bảo vệ những suy nghĩ tính toán của con lếch làm con len cảm nhận được nó bò giật lùi và ra phục kích gần chỗ về đường lũ lợn từ rừng vào nương thấy con len đã vào vị trí con lếch sủa váng lên và xông thẳng vào chỗ mụ lợn xề nghe tiếng chó sủa con lợn xề lập tức dẫn đàn con chạy vào rừng còn gã lợn đực thì lao về phía con lếch để cản đường bọn lợn này khá tinh danh chúng biết rõ tiếng chó sủa này là chó nhà mà đã là chó nhà thì thế nào cũng có thợ săn đi cùng cho nên cách tốt nhất là chạy cho thật nhanh con lêch tránh đòn tấn công của con lợn đực mà lao vào con lợn xề quả nhiên mụ ta quay ngoắt lại cúi đầu hùng hục lao vào con lếch bọn lợn con theo lùi cũ chạy vào rừng thì con len gầm lên một tiếng dữ dội và túc một cú nhảy vồ dũng mãnh vào con lợn chạy đầu tiên cú vồ của nó khiến con lợn bật ngừa và chỉ trong tích tắc Hàm răng của nó đã cắm ngập vào chiếc gáy nần nẫn thịt của con lợn. Sẵn đà nó hất đầu, khiến con lợn văng lên trên không. Và khi nó còn đang chưa rơi xuống mặt đất, thì con lang nhảy tới, và bàn chân trái của nó tát trúng bụng con lợn. Cú tát mạnh đến nỗi xé toang bụng con lợn, khiến nó thét lên đau đớn. Tiếng chó sủa lại cả tiếng hổ gầm, khiến mụ lợn rể và gã lợn được hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có cả hồ và chó cùng tấn công một lúc thế này? Lũ chó kia vốn sợ hồ một phép, hôm nay sao lại cũng có mặt ở đây? Tiếng thét thê thảm của lợn con làm con lợn mẹ càng thêm sợ hãi. Nó không còn bụng dạ nào chiến đấu với con lếch nữa, nên quắp đuôi phóng thẳng vào rừng. Còn gã lợn được thì cũng lao đi một hướng khác. Trận đánh xảy ra nhanh đến mức cả con lếch và con leng đều không ngờ. Con leng cắn cổ con lợn tha đến chỗ mẹ nuôi và đặt xuống rồi nhìn bằng ánh mắt đắc thắng. Con lấy nhận thấy sự tự hào của con len nhưng nó vẫn giữ thái độ bình thản. Với nó, việc bắt được con lợn chưa có răng nanh chỉ chiến công nhỏ bé. Nó đã từng được đi săn nai, từng được đi đuổi lũ bò rừng cho nên việc bắt được con lợn này là quá đối bình thường. Nhưng với con len như thế này cũng có thể coi là một chiến thắng lớn Bởi vì nó đã có linh cảm của việc đi săn đã biết lựa chọn con mồi và biết chọn thời điểm tấn công con lèng sẽ toang bụng con lợn và thứ nó ăn đầu tiên là bộ phổi nó dứt quả tim lợn ra rồi mang lại con lếch như ra ý mời con lếch cũng chẳng khách sáo nó đón nhận quả tim lợn mà đứa con nuôi mang lại như một món quà và thong thả ăn từng miếng chậm rãi con lèng nhìn mẹ nuôi ăn quả tim lợn với vẻ hài lòng rồi nó quay về ăn tiếp bộ lòng con lợn còn lêch vừa ăn quả tim vừa chăm chú theo con leng nó vẫn nhớ lời ông tài dặn là phải kiềm cái ăn vì thế nó phải theo dõi xem con lang thế nào nó chỉ cho phép con leng ăn bộ lòng còn thịt thì phải mang về khi con leng ăn gần hết bộ phổi cổ gan và một phần ruột non của con lợn thì con lêch cắn vào cổ con lợn tha đi vài mét rồi lại đặt xuống con leng hiểu ý mẹ nuôi nó đến cảm con lợn bê bết máu chạy theo con lếch về nương với ông Tài. Mình tưởng như đang ngủ mê khi nhìn thấy con lang tha con lợn không còn bộ lòng về. Ông Tài bảo mình. Con thấy chưa? Nó rất biết ý bố. Mình không còn biết nói gì nữa bởi bây giờ anh đã hoàn toàn tin rằng giữa bố anh và con hổ lang con chó lếch kia có một sợi dây liên lạc rất chặt chẽ. Đó là sợi dây của cảm giác, của tâm linh, và ngày càng bền chặt bởi tình yêu thương giữa người với con vật và sự tôn thờ giữa con vật với người. Tối hôm ấy, trong bữa cơm, hai bố con chỉ nói với nhau về chuyện con Lang. Ông Tài nói hết với Minh về những kẻ đến mua, đến vận động, ép ông phải giao con hổ. Minh à, bố thương con Lang mới nhỏ mà đã chết mất mẹ một phần, nhưng bố thương khu rừng cấm này mười phần. Chúng nó không hiểu rằng, bố cô nuôi nấng giữ gìn con Lang là để cứu khu rừng, rừng này sắp hết thú rồi Riêng giống hổ Có lẽ ngoài con leng này Chỉ còn một hoặc hai con nữa Xuân vừa rồi Bố ra mỏ mùi đếm thú Không còn thấy bóng con hổ nào Mày tưởng tượng mà xem Rừng này sẽ như thế nào nếu không còn loài hổ Đó chỉ là rừng chết Một khu rừng đơn độc và buồn tẻ Bố lo lắm Buồn lắm Bở mình khẽ gật đầu Nhưng anh vội an ủi bố Bố à Đừng nghĩ nhiều mà cái bệnh nó về đấy Ông Tài lắc đầu Không nghĩ sao được con Kẻ ngu có cái nghĩ kẻ ngu Người khôn có cái nghĩ của người khôn Chỉ có người chết là không phải nghĩ Nhưng cái chết của người này lại bắt người khác phải nghĩ Rồi ông lại nói như thể nói cho riêng mình nghe Còn thầy đây Tỉnh này Chỉ cuộc kiểm lâm này Đã làm gì để cứu khu rừng cấm mường báng mấy năm trước chủ tịch huyện còn đi bán voi lấy ngà để làm vòng đeo tay cho cháu đích tôn ông puôn phó chủ tịch cho bán bò tót lấy bọng đái về làm thuốc bổ thận tri cục kiểm lâm cho bán một lúc ba con hổ để nấu cao đem dâng cho cấp trên và chia nhau công an tỉnh mở hội nghị bán hai con nai làm tiệc và bán hai con bò rừng lấy thịt phơi khô làm quả biếu để có một cặp ngà voi bày ở nhà khách tỉnh ủy người ta bán ba con voi để Chi cục kiểm lâm có những bộ da gấu ra hổ, gạc nai, sừng trâu, treo ở phòng khách. Họ đã cho cả ba chục người đem súng máy vào rừng bắn thú. Đau lắm con ạ. À. Bố ở rừng này, làm chân gác rừng, đến mùa xuân thì đi ra mỏ muối đếm thú. Thống kê lại rồi báo lên trên, nên bố hiểu rừng này. Bố thuộc mặt từng con voi con hổ, thuộc từng cây gỗ lát, gỗ đinh hương. Nhưng bố bất lực. Mình bố thì làm gì nổi. Mình bố cứu thế nào được cả khu rừng cấm rộng hơn 300 cây số vuông này Nói đến thế ông Tài ứa nước mắt Minh thở dài Đầu chỉ có ở huyện này phá rừng hả bố Cả nước Việt Nam đang phá rừng Tiêu diệt thú Và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch rồi Ngày xưa cứ bảo bom đạn Mỹ Thuốc độc Mỹ phá rừng Nhưng ở vùng rừng này Bom đạn phá đâu nhanh bằng chính tay người Đang sống nhờ rừng đi phá rừng Còn nghe nói ở Tây Nguyên ngày xưa Voi nhiều là thế Nhưng bây giờ cũng có còn đâu Người ta bán voi lấy ngà Rồi chặt cả đuôi voi lấy lông làm vòng cầu may Còn người sao mà ngày càng tham lam Càng tàn nhẫn thế Rồi Minh cười buồn bã Bố ơi Đành bằng lòng với thực tế này thôi Bố yêu rừng Yêu con len Bố cứ ở đây Cứ giữ con len mà nuôi Con ở nhà với bố thì còn đỡ quạnh quẽ Nhưng con đi xa Bố ở một mình phải có chúng nó chứ Nghe Minh nói vậy Ông Tài chợt nhớ ra chuyện vở trình mai Ông hỏi Minh Con về nhà cả nửa tháng rồi Mà chưa thấy cái mai nó về nhỉ Mình khẽ thở dài Hôm con về Mai bảo là sẽ về thăm bố Và để bố được biết mặt Ông Tài nhăn mặt Con vô tâm quá Lẽ ra con phải đi đón nó chứ Minh gãi đầu để mai con ra huyện gọi điện thoại về tỉnh hỏi xem hôm nào mai về được ông tài băn khoăn nói các con công tác ở ngoài tỉnh nếu ở ngoài đó thì tốt hơn chưa về đây khổ quá bố cũng muốn được ở bên các con nhưng ra ngoài đó thì bố không hợp bố muốn ở đây với mường môn với mẹ con lý bở minh nói quyết đoán bố cứ yên tâm con không ở ngoài tỉnh đâu học xong con xin về huyện con sẽ ở bên bố à huyện mường báng sắp thay đổi lớn rồi tháng trước đoàn công tác của chính phủ về tỉnh đã quyết định mở lớn con đường vào mường báng rồi mở lên cả biên giới để chuẩn bị mở cửa khẩu với trung quốc rồi lại cho xây dựng nhà máy thủy điện hủy leng đập thủy điện xây dựng ở ngã ba suối leng đổ ra sông đà mà nếu như vậy nước dâng lên mường môn nhà mình cũng sẽ bị ngập nghe nói nước dâng lên đến tận chân núi tà tùng Ông Tài giật mình nói thẳng thốt Thế mật đất mật rừng à? Rừng mường bán còn không? Mình lắc đầu Con chỉ nghe nói là rừng cấm mường bán bị mất gần một nửa Nhưng có nhà máy thủy điện này là đủ điện cung cấp cho cả tỉnh ta Và hai tỉnh bên nữa Người mường bán sẽ được vào làm việc ở nhà máy Mà khi ấy đi từ tỉnh về mường môn Là đi bằng cano, bằng xuồng máy À, hồ thủy điện sẽ là nơi nuôi cá mỗi năm cho mấy nghìn tấn cá đấy bố sắp thành ngư dân rồi nghe mình nói vậy ông tài lại càng lo lắng hơn có điện có tiền cũng tốt nhưng mất đất mất rừng thì có điện mà làm gì bố không thích mà như vậy bọn thú sẽ kéo nhau sang lào hết mình an ủi bố à xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình cũng mất nhiều rừng lắm phải di chuyển hàng ngàn gia đình đi nơi khác được cái nọ mất cái kia mà bố Bao giờ thì mất rừng Ông Tài hỏi thẳng thốt Mình cười Còn lâu bố ơi Nhanh ra cũng phải ra 7 năm nữa Đêm hôm ấy Ông Tài không sao ngủ được Những điều mình nói về tương lai của Mường Báng Không làm cho ông vui chút nào Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Con hổ Leng của tác giả Nguyễn Như Phong. Hãy cùng chờ đón nghe tập 5 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.